Em nhìn 350 ra mai mai luôn không phải thấy đâu. Chỗ rất đông. Anh em rơi mượn cái điện thoại của em. Đấy. Hello mọi người. Chào bé bé. Rồi. Anh xem nó bị mờ, anh xem nó bị mờ này. Hello mọi người nha. Hôm nay là sao trẻ con nhá. Cố gắng lên các mẹ ơi, hôm nay rất nhiều con đẹp luôn. Làm một hơi để chiến đấu. Ô, cái bảng sai ở đâu nhỉ? Đủ phao nhá, cái 17-22 cân nhiều lắm. Bên kia hôm nay hỏi cả em lông kiều chịu chết. Nghe có phao trẻ con đâu chị ơi. Có móc kia chị. Móc phao lông vũ nhá mọi nhá, như con này này. Ấm cực kỳ luôn. Mũ mão đầy đủ. Có chất lượng tuyệt vời. 40-47 cân có đấy, ở đây có vừa em có một con luôn này. 40-47 cân có nhá chị bếp nhà nhà dứa ơi. Đây này có một con màu này đây, đẹp lắm. Đây, phải hiện con sao như này. Cực kỳ đẹp luôn. Tôi nói thật với các bà luôn là cái dòng này Việt Nam mình không thể nào có được. Để mọi người phải đến những shop mà sớm mua hàng Hàn đấy. Xuất hàng đấy. Mỹ mãn luôn. Di lê thì lại rất là xinh xắn luôn. Di lê lông vũ của bé gái này. Hàng Uniqlo. Hãy đi quy lào. Đó. Ủa. Xin chưa này. Nhìn con này. Sao di lê rất nhiều con xinh. Trần nhá các thứ. Đầy đủ. Mấy con trần trần này nó xinh lắm đây này. Mấy con trần trần này nó xinh lắm này. 43 cân có nhá, 35-40 cân size to khá là nhiều luôn. Size từ 11 cân nhá, size từ 90 cho đến 170. Có size từ 90 170 nhá mọi nhá. Phao từ 11 cân cho đến 45-47 cân có luôn đấy. Qua khoe từ hôm qua. Khoe tay xinh. Hôm qua che tóc luôn. Đã, hôm qua vén vén hững hờ một bên. Có phao size từ 11 cân nhá mọi người, từ 11 cân cho đến 45-47 cân đều có luôn. Áo đỏ vừa rồi là hàng của Paris nhá, size 90, 11 đến 14 cân cho em. Paco Rabanne. Đây này, hàng của Paris này. Thương hiệu Paris này. Mắt tinh thế. 8 đến 10 cân không có đâu, 11 cân trở lên mới có. 8 10 cân mặc rộng. Đúng năm mà đúng đến phút thứ 5 thì bắt đầu like, còn 30 giây nữa là em sẽ bắt đầu like luôn nhá. Cứ chuẩn bị mạng thôi các bạn nhá. Mạng con
lành cành đào à? Con Trần này thì đẹp mỹ mãn, tôi nói thật với bà luôn đấy. Xinh chưa? Nước lắc luôn đấy. Like đi chị à? Đó, con Trần này đẹp lắm. Em đảm bảo mọi người con Trần rất rất đẹp luôn. Này em like cứ chậm chậm tằng tằng nhá mọi người nhá. Giá từ 120 cho đến 200 nghìn, nói chung là không quá 200 nghìn đâu. Đồ trẻ con này em giới hạn tính căn căn làm sao 200 nghìn quay đầu thôi. Bởi vì trên 200 là cái mức giá nó cũng thường dạng hơi cao so với các bạn trẻ. Thực ra là đối với hàng mới 200 nghìn chỉ mua được cái body suit, chưa mua nổi cái body suit của nó đâu. Mười một cân trở lên nhé, anh ghim size cho em rồi. Đây này, con này đẹp lắm các bà. Con này này, giá 200 nghìn con này thì quá mỹ mãn luôn ý. Chất dày dặn, chắc chắn, đẹp. Con này size bao nhiêu? Size 140 này. Em này 27, 30 cân mặc đẹp mỹ mãn luôn. 27, 30 cân mặc đẹp. Đúng size chuẩn quốc tế ra đấy. Áo xanh này tháo mũ ra được. Em ơi, nghe tả cái kiểu như và Mai Ngọc Thảo với cái kiểu cảm giác kiểu bọn nó cái kiểu như là kiểu sao nhỉ? Ừ. Không phải đâu, bởi vì nó nhẹ ấy. Cái dòng này này, cái nào là mùa thu thì nó rất là nhẹ và thích luôn. Cái nào mùa đông thì rất dày và ấm luôn. Dày ấm nhưng mặc sướng. Mấy lái xe con cứ nó cứ đòi mặc thôi. Mặc cái váy chị nhỉ, sướng quay nhà trời nóng vẫn mặc. Em ơi đúng là trẻ con nhỉ. Hôm nay bé nhà em ấy kể cho mọi người nghe, bé nhà em hôm nay là bà bỏ hàng ra, bỏ quần áo ra soạn cho nó ấy, bởi vì áo của nó, quần áo của nó nhiều mà. Nó soạn xong nó cũng lao đầu vào nó soạn kiểu giống như kiểu bởi vì nó bé nó biết gì đâu, nhưng cũng lao đầu vào soạn xong nó cứ tay nó cứ vẩy thế này là sướng. Kiểu cũng biết là quần áo của mình đấy mà. Vừa rồi em mua cho con áo. À thực ra là cái áo này, dòng này nó không có giá dưới tiền triệu đối với hàng mới đó mọi người ạ. Cái này là toàn từ hàng xịn thôi. Nếu mọi người dùng được cái phao Hàn của trẻ con này mọi người sẽ rất thích luôn. Nếu nhà nào bán phao chung ấy, phao trẻ con của chung ấy thì nó nhìn kiểu dáng nó rất là đẹp, nhưng mà chất lượng của nó sờ vào không thích đâu. Còn những cái này này, chất lượng rất đẹp luôn. Thật ra nhìn nó vậy thôi nhưng mà khi cầm lên tay ấy và mà sử dụng ấy nó tiện lắm, bởi vì cái dòng này nó kiểu như là những cái hãng này này nó tồn tại lâu năm rồi, nó nghiên cứu rất kỹ, kiểu như tập quán rồi, đặc tính rồi, sở thích của bọn trẻ con ấy. Thế nên là những con này yên tâm với mọi người mua là bọn nó thích. Chứ không phải là kiểu lên đã đi bà ơi. Ok, em này 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhá. 27 30 cân mặc đẹp cho em này, một em phao Hàn rất rất xịn luôn nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 200, mã số là 612. Nào, bỏ xa sữa ra, rít nhiều quá. Ôi, lấy một cái túi để móc này. 612 cho em. 612 nhá mọi nhá. Đây, con này đẹp này. Con này là size dành cho các bé, size bao nhiêu đây? Con Trần này xinh á. Size 50 cân không em. Con này các bé có cân nặng 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. Trần rất xinh, cái này bé gái mặc đẹp lắm. 14 đến 17 cân mặc xinh cho em này, xinh lắm luôn. 160 nhá, mã là 514. Trời ơi, 160k, mã số là 514 cho em. 160 mã 514 cho em này. Con này à, bên trong của nó lót lỉ toàn bộ nhá mọi người nhá. Con này hàng châu Âu ấy mọi người. Mã 612 thôi chị Ngọc Lan Phạm. Trần của bé gái tiếp này. Em này xem nào, cân size bao nhiêu này. Size này các bé có cái nặng 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em nhá. 11 đến 14 cân xinh lắm luôn ấy. Cái mã hàng này là độc quyền luôn đấy. Mã 514 cho chị Nguyễn Thúy Hàng ạ. À. Em lấy mọi người mức giá 160 nhá. Mã số là 507. 160k mã 507 cho em nhá. Đây con phao này đẹp này mọi người này. Phao này của các bé size 130 nhá. 23 đến 26 cân, nó là phao lông vũ cho em. 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em, dòng này xịn lắm, cầm lên là biết luôn. Mức giá của em này là 200.000 nhá, mã số là 620. Mã 507 cho chị Mai Thanh ạ. 620 cho em nhá. Một em di lê của Uniqlo. Uniqlo nhá mọi nhá, size 130 của các bé gái này. Bé gái thôi, em này các bé có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân mặc đẹp size 130 nhá mọi nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 150, mã số là 98. Mã 620 cho chị Duyên Nguyễn ạ. Em
đỏ này siêu đẹp luôn. Con đỏ này hàng của Paris nhá. Nhìn xinh lắm. Bên trong của nó lót một lớp lỉ này, size 90 thôi. Em này các bé có cân nặng 15 cân quay đầu mặc xinh cho em. 15 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. 15 cân quay đầu mặc rất rất xinh luôn. 160, mã số là 505. 160k, mã 598 cho chị Thu Thủy Nguyễn ạ. Đây này, con phao này size to cho em này. Với em phao nam hàng của Fila nhá mọi người nhá. Em này mác ở đấy là size 140 nhưng khả năng sẽ phải cân nặng to hơn. Có size to không chị? Có, đây đây. Đây. Em này bé giờ 35 đến 40 cân mặc vừa khít luôn, hàng của Fila cho em nhá. 35 đến 40 cân. Mức giá của em này 200, mã số là 610. 200k, mã số là 610 nha em. Tiếp theo, em này này, xịn xò vô cùng luôn, bé nam. Bé 505 cho chị Nguyễn Thu Thảo ạ. Em này size to cho em này mọi người này. Em này các bé tầm size 150, 160 à. Ok, luôn bên trong của đây nhé mọi nhé. 3610 cho chị Hồng Phố Phỏng ạ. 33-38 cân của các con, rất đẹp luôn, bé nam. 33-38 cân nhá, 200.000, chất dày đẹp cực kỳ luôn. Mã số em này là 608. 608 cho em nhé mọi người nhé. 608 cho em này, bé gái cho em. Có size bé trai 43 cân. Bao người lớn một tuần nữa có chị ơi. Có nhá. Em này các bé có nặng 23 26 cân của bé gái cho em nhá. Có hai hàng cúc, hàng của Paris đẹp cực kỳ luôn. Paris nhá mọi người nhá. Này. Mã 608 cho chị Nhung. Nhung Quách ạ. 23 26 cân của bé gái nhá, 108. Mã số em này là 548. Dày lắm, đẹp, 108. Mã số em này là 548 cho em. Tiếp theo này, một em tôm kit size to lên mọi người này. Con này là lông vũ nhá, xịn lắm luôn. Đây, bên trong có trần lông vũ như này nè mọi người này. Đó, mũ của nó là mic lông thật cho em. Bé này thì đáo cân nặng 40-45 cân mà con này mỹ mãn đẹp luôn. 40-45 cân như là phao người lớn luôn nhá mọi người nhá. Như phao người lớn luôn, thuộc dòng phao người lớn luôn ý. Chất lông vũ cho em nhá. Mũ của nó là mũ lông thật. 5-48 cho chị Nguyễn Dung ạ. Em này là 220 thôi, mã số là 612. 220 mã 612. Cái này nó cho vào phòng phao người lớn chứ không phải vào phao trẻ con đâu. Em phải lấy 220 là bán rẻ. Rẻ rẻ chiên. Bên này con này lót lỉ bên trong này. Em này các bé có cân nặng tầm 24-27 cân, mặc đẹp cho em nhá. 24-27 cân nhá. 170, mã số là 614 cho em nhá. 170k, mã số 614 cho em. Mã 612 cho chị Nhung Quách ạ. Tiếp theo nhá mọi nhá. Em này size to cho em này. Có mũ lông nhá mọi người nhá. Em này phao trần cho em này. Bé nhà chị nào có cân nặng size tầm từ 35-40 cân. 35-40 cân của các bé gái mặc đẹp cho em. 35-40 cân phao dài. Mũ của nó có lông thật nhá mọi người nhá. Em này mức giá 108 nhá mọi người nhá. Mã là 622. Thấy chưa? Các bạn size to chốt đi một tí, hết size to. Mã 614 cho chị Miên Nguyễn ạ. Kappa nhá mọi người nhá. Em Kappa này, Kappa này. Kappa cho em này. Chết lần sau nếu mà lấy thì phải khui thêm nhiều hơn. Kappa của các bé trai nhá. 35-40 cân mà, à không, con này 33-38 cân mặc đẹp cho em. 33-38 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 108 con Kappa này luôn. Mã số là 589. 108, mã số là 589 nha em. 108, mã 589. Ôi xịn chưa này, lông vú cho em nhá mọi người nhá. Em này bé mắc đấy là size 120, nhưng cái này phải có cân nặng 23-26 cân mới mặc đẹp. 23-26 cân em lông vú này nhá mọi người nhá. Mức giá em này là 200, mã số là 588. 200.000, mã là 589 cho chị Hoài Nguyễn ạ. 200k, mã số là 588 cho em. Tiếp theo này, lông vú nữa này mọi người này. Bao la phanh nhá. Em này thì quá đẹp luôn. Lông vũ cho em nhá mọi người nhá. Đấy, có túi bên trong, cái này là của bé trai cho em. Mã 588 cho chị Duyên Nguyễn ạ. Mũ đó là mic lông thật cho em nhá. Bé trai nhà chị đào cân nặng tầm 33-38 cân, mặc siêu đẹp luôn. 33-38 cân nhá, lông vũ cho em. 200, mã số là 605, xịn lắm. 200k, mã 605, chỗ này còn có túi nữa này. Đúng chất chơi luôn. 200k, mã số là 605. Xịn nhỉ. Bé nhà em nhặt chán rồi. Nhặt từ mấy kiện trước rồi. Kiện này thôi nhường cho các bạn nhá. Em này các bé có cân nặng tầm từ 22-25 cân, siêu đẹp luôn. 22-25 cân. Mã 605 cho okay chị luôn. Thu Thỏ To. Em này mức giá của nó là 200.000, mã số là 604.
200k mà 604. Các bà phải thấy là yêu thương tôi nhá. Bởi vì sao? Lạnh rồi tôi cũng không chặt chém các bà, giá vẫn để nguyên á. Tiếp theo này, đẹp vãi chưởng luôn. Này em thấy có shop bán là cái áo phao Trung Quốc, giá còn đắt cả hơn cả hàng mới. Má 604 cho chị Hoàn Nguyễn ạ. Em này các bé có cân nặng tầm 30-35 cân mặc đẹp cho em nhé. 30-35 cân màu cam cho em nhé mọi nhớ. Mức giá của em này là 200.000. Mã số 621 200, mã 621 cho em. 200, mã 621 cho em. Ui ôi, lót lông cho em này. Xinh thế. Lông vũ cho em nhé mọi nhớ. Bán 400-500.000 áo phao trần bông. Đắt quá. Tiếp theo nhé mọi nhớ. Size này các bé có cân nặng tầm từ 23 đến 27 cân. Mã 621 cho chị Nguyễn Kim Xuyến ạ. Lông vũ cho em nhá, 23 đến 27 cân. Cái này nam nữ đều mặc rất đẹp luôn. Lông vũ cho em nhá mọi nhớ. Em này 200.000, mã số em này là 527. 200k, mã số là 527 cho em. Có mấy con di lê ở gần đây em lên luôn này. Di lê xinh xuất sắc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì em có con em phải đi mua hàng em biết mà. Lên size 14 cân. Ui giời ơi. 527 cho chị Vân Cherry. Xinh chưa? 13 đến 16 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhớ. Em này 140, mã số 94 cho em này. 140, mã 94. Bởi vì các chị mua, các chị có thể ví dụ cùng đồng tiền đấy mọi người mua, có thể mua cân nhắc cho hai đứa được. Nhà không có điều kiện, còn nhà có điều kiện thì mua thoải mái đấy. Tiếp theo nhá, một em di lê tiếp này. Size 90 nhá. Hàng Paris. Em này các bé có cân nặng 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó 140. Mã số em này là 93. Mã 94 cho chị Ngọc Bích Lê ạ. Di lê lông vũ cho các bé gái nha. Cái này bé trai bé gái đều mặc được vì màu này lại rất là dễ luôn. Em này bé như chị nào size tầm 3 tuổi nhá, size tầm 14 17 cân mặc đẹp cho em. 14 đến 17 cân mặc xinh nha em. Size 100 đấy, 14 17 cân nhá. Em này 150, nó là lông vũ ạ. Mã số em này là 92. Mã 93 cho chị Ngọc Bích Lê. Có mấy con di lê gần nhau em sẽ lên luôn. Mấy con di lê gần nhau em sẽ lên luôn. Mấy con di lê. Tiếp theo là em này là Trần à gì nhỉ, có lót nỉ ở bên trong, di lê rất thích luôn. Em đảm bảo mọi người luôn ý. Mã 92 cho chị Nguyễn Phương Thanh. Mùa đông bọn trẻ con mặc di lê, bọn nhỏ nhỏ này mặc di lê đẹp, rất đẹp luôn. Bởi vì sao? Bọn nó hay nóng ở tay ấy, trừ khi đi đường mọi người lấy cái dài tay thôi, ở nhà trong nhà chơi cho mặc di lê thôi. Em này các bé có nặng 17 19 cân mặc đẹp cho em nhá. 140, có lót lỉ bên trong luôn. Mã số em này là mã số 89. Mã 89 cho em nhé mọi người nhá. Đặc biệt là di lê của Uniqlo. Các con mà mặc xinh dã man luôn. Bởi vì nó nhẹ lắm và ấm, đủ ấm. Size 90 cho em này, bên trong lót lỉ màu hồng nhá. Em này 11 đến 14 cân, xinh xuất sắc luôn. 11 đến 14 cân mặc xinh nha em nhá. 11 đến 14 cân mặc xinh nha em. Mã 89 cho chị Trần Thanh Thúy. Mã số em này là mã 90. 160, mã 90. Ưu tiên mấy bà size nhỏ trước này, xong rồi lên size to này. Con này trần nhẹ nhàng này, tầm này mặc được luôn. Mọi người mua thì mua những con như này là tầm này mặc được luôn. Đây này, bên trong nó có trần như này nhá mọi người nhá. Đó. Con này mỏng nhẹ rất là sướng luôn. 17 đến 19 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhớ. Em này 150, mã là 505. 150, mã 505. Mã 90 cho chị Hàng Hiếp ạ. Di lê màu hồng cho em này, xinh vãi chưởng luôn, lông vũ luôn ạ. Em này các bé cân nặng 17 đến 19 cân mặc đẹp cho em nhé. 160 nhé mọi nhớ, màu hồng rất xinh luôn. 160, chị nào lấy chốt giúp em mã số 8. 160, mã số 8 cho em. Đây, con này là một em size 130 hàng của Permit này. Mã số 8 cho chị Thanh Thảo ạ. Em này là hàng thu đông nhá mọi người nhá. Chớm đông lạnh lạnh tầm này là mặc ok luôn được. Chớm đông lạnh lạnh là mặc ok luôn được. Xinh lắm. Em này các con có cân nặng tầm 22 đến 25 cân mặc xinh cho em, họa tiết hoa nhẹ nhàng nhá mọi người nhá. 160, mã số em này là 102. 160k, mã 102 cho em. 160, mã 102, di lê lông vũ này của bé trai cho em nhá. Nó làm họa tiết đẹp chưa? Di lê lông vũ nhá mọi người nhá. Xịn quá đi à, size 90 thôi. Em này dưới 15 cân nhá, 11 đến 15 cân mặc đẹp, di lê lông vũ cho em này, đẹp lắm. Em này 160 nhá, nhẹ như không, mặc rất sướng luôn. Những con này thì em ưu tiên mọi người
các mẹ nếu có phải ưu tiên chốt ngay, bởi vì là ứng dụng thực tế siêu cao luôn. Dưới 15 cân nhá, em này 160, mã số 95. 160k mã 95 cho em này. Size này dành cho các con 3 tuổi cho em này, 14 17 cân. Con này nó là lông vũ nhá, hai mặt được nhưng mà mặt mặt này thôi. Bên trong của nó có cái làm kiểu gì nhỉ? Đây, mấy em Trần rất xinh. Mã 95 cho chị Lý Thị Thu Huyền ạ. Mấy em hàng hiệu, hàng của Tommy 2. Hàng Tommy 2 bên trong lót lỉ nhá mọi nhá. Bên trong lót lỉ cho em này. Đó. Hàng Tommy 2 cho em nhá. Em này bé nhà chị nào? Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. 14 17 cân hàng của Tommy 2 cho em này. 160 hàng hiệu nhá. Mã là 502. 160k mã 502 cho em. Tiếp theo bên trong nó lông cừu nhá mọi người nhá. Bên trong nó lông cừu cho em này. Bên trong lót lông cừu cho em cái mũ của nó này, xinh chưa? Em này bên trong lót lông toàn bộ cho em rất là ấm luôn. Mã 502 cho chị Hoành Huynh. Em này à, em này các con có cân nặng 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. 15 đến 17 cân. 15 đến 17 cân mặc xinh nha em nhá mọi người nhá. Em này mức giá của nó là 170, bên trong lót toàn bộ luôn này. 170.000 nhá mọi người nhá. 170. Có cúc dự phòng luôn mọi người nhá. Mã số em này là 503. 503 cho em. Tiếp theo một em phao lông vũ này. Con này có kính để đi tuyết. Em này hàng hiệu luôn nhá, có kính đi tuyết nhá. Lông vũ cho em này. Có kính đi tuyết luôn nhá mọi người nhá. Đây. Em này size to cho em, phao lông vũ siêu siêu đẹp luôn, màu đỏ cho em nhá mọi người nhá. Em này size. Em này dành cho các bé có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân nhá mọi nhá. 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhớ. Mã 503 cho chị em Đỗ Minh Thủy ạ. Em mức giá của nó là 200.000 nhá. Mã số là 82. 200k mã số 82 cho em. 200.000 mã số 82 cho em. Một em phao béo dành cho các bé này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em nhé. Cổ bé. Đây. Mặc xinh cho em này. Mức giá của nó là 170 nhá. 170.000. Chị nào lấy chốt giúp em. Mã số là 86 nhá. Mã số 86 cho em này, 170, mã số 86 cho em. Tiếp theo con này lót lỉ toàn bộ cho em nhá mọi người nhá. Bên trong của nó lót lông này, bên trong của nó lót lông hết luôn ấy. Màu đỏ rất xinh luôn, mũ mão đầy đủ. Bình thường pha chỉ con nó hay mất mũ và nó bẩn ấy, nhưng bọn này dòng này sạch. Mã 86 cho chị Phan Hằng ạ. 19 cho đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. 19 đến 23 cân. Nó giống như là parka nhưng đẹp lắm. 19 đến 23 cân nhưng nó là phao, nó không phải parka đâu. Bên trong lót toàn bộ đây mọi người này. Đó, đẹp chưa? Em này mức giá của nó là 180 nhá. Mã số em này là 85. 180k, mã số 85 cho em này. Tiếp theo nhá. Một em này của các bé nam cho em này. Size to đi. Ok, đợi chút. Em này các bé có cân nặng tầm từ 20 đến 23 cân. Cho chị Ngân béo ạ. 20 đến 23 cân của các bé nam cho em nhá. Em này 180 nhá mọi người nhá. Mã số là 84. Nhưng mà bà mua size to để cho các bà size nhỏ mua chứ. Đúng không? Chị xem cái màu này em chưa. Em không like theo yêu cầu đâu nhỉ. Em like như này cho còn còn nhiều người khác nữa không nếu mọi người cứ bảo. Thế thì khó lắm. Bên trong có lót lông toàn bộ nhé. Gần 200 chị ở đây, chị nào cũng chẳng có con mà muốn mua đúng không? Em cứ like size nhỏ, size to, size nhỏ, size to, nam nữ để nó các chị còn mua chứ. Tiếp theo này. Lót lỉ bên trong nhé mọi người nhá. Lót lỉ bên trong nhá. Tự nhiên im lặng thế nhỉ. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 19 cho đến 22, 23 cân nhá. Bé gái cho em này có mũ nhá. 19 đến 22, 23 cân mặc đẹp cho em mà dáng phao này xinh cực luôn. 160 nhá, mã số em này là 125. 160k, mã số em 125 cho em. Lót lỉ bên trong rất ấm luôn. Lông ấy, 160, mã số là 125 cho em. Tiếp tục màu hồng xinh xinh này. Hồng siêu xinh luôn này. Xinh thế, đằng sau có chiết này. Mã 125 cho chị Vân Cherry. Em này à, xem size bao nhiêu.
size 1 20 nhá, như con này 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em. 20 đến 23 cân của bé gái cho em nhá mọi người nhá. 20 đến 23 cân cho em. Em này em lấy mọi người mức giá là 180, mã số em này là 549. 180k, mã số là 549 cho em. Của em màu hồng siêu xinh. Màu hồng siêu xinh luôn. Màu hồng nhá, có mũ lông này. Bé gái mặc xinh lắm. Size 1 20, con này 20 đến 23 cân tiếp ạ. 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Cũng hồng có mũ này. 20 23 cân nhá mọi người nhá. Em này 180 nhá mọi người nhá. Chị lấy chốt giúp em mã số là 547. 180, mã là 547 cho em. 180k, mã số 547 cho em nhá. Tiếp theo. Một em phao trắng xinh xuất sắc luôn. Mũ của nó mic lông thật cho em nhá mọi người nhá. Phao lông vũ này, hàng của em MLB ra hàng hiệu đây mọi người ơi. Có áo cho bé nữ 15 cân không ạ? Có. Không có bà nào con gái size 20 23 cân à, những con đấy là rất là xinh rồi, không có. Mã 547 cho chị Hoan Dương ạ. Em này các bé có cân nặng tầm 30 đến 35 cân nhá, hàng của MLB này. Mọi người thử search xem MLB. Rất là xịn luôn. Ở Việt Nam mình hầu như là chỉ giới tin ấy là họ biết rồi, còn các chị có thể mọi người không biết, nhưng mà dòng này áo phông, quần jean, tất cả những cái đồ của nó đều rất là hot trend luôn. Có gì lên size 110 của Nam không ạ? Có. Em này nhá, 30 35 cân nhá mọi người nhá. Tầm size 150, 30 35 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. Bé gái. Này, bên trong đây. Em này em lấy mọi người mức giá là 200 nghìn nhá. Mã số là 556. 200k, mã số là 556 cho em. Đẹp thế nhỉ? Quá đẹp luôn. Em mặc vừa, em mặc cái ngắn tay. Con này có hai khóa kéo nhá mọi người nhá. Có hai lớp này mọi người này. Em này 11 đến 14 cân. 556 cho chị Nam Thắng ao tu ạ. Em lên xem đây, con này có phải cùng không? Đây cũng có cái cùng này. Đây này, suốt ngày đi gái cơ. 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em nhá. Đây con này này. Sai bao nhiêu? 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em nhá. Có hai lớp quá rất ấm luôn. Em này mức giá của nó là 160 nhá. Mã số em này là 519. 160, mã 519 nhá. 2145 đúng không? Đúng. Con này không có lông. Hôm mai thêm nhỏ lông. Ừ. 519 em. Mã 556 cho chị Nguyễn Mai ạ. Mã em này là 519. À 519 đúng không? 519 em nhá. Bé gái cho em này. Con này lót bên trong là mọi người này. Hai con. Mười lăm đến 18 cân nhá. 15 đến 18 cân mặc đẹp cho em nhá. Mã 549 cho chị Toàn Vũ Thị ạ. Mã là 504. 160k, mã số là 504 cho em. 504 cho em. Ui lông vũ siêu nhẹ màu cam cho em này. Em này nó là phao lông ngỗng nhá mọi người nhá. Xịn chưa? Phao lông ngỗng cho em này. Em này bé nhà chị nào size có cân nặng tầm 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. Bé trai bé gái đều mặc đẹp luôn. Siêu nhẹ luôn, 14 17 cân nhá. Em này 170, mã là 517. 170k, mã 517 cho em. Con này có lót bên trong này, lót ấm lắm. Em này các bé có cân nặng tầm 14 đến 17 cân mặc xinh nha em nhá mọi người nhá. 14 đến 17 cân mặc xinh nha em. 14 17 cân nhá. Em này 160, mã là 518. 160k, mã là 518 cho em. Hồng xinh quá. Mã 517 cho chị Hoài Đăng ạ. Có lót bên trong nhá mọi người nhá. Hồng này các bé có cân nặng 11 đến 14 cân nhá mọi người nhá. 11 đến 14 cân mặc xinh nha em nhá mọi người nhá. 150, mã là 513. 150, mã là 513 cho em. Mã 518 cho chị Hoan Dương ạ. Xinh. Baby Gap cho em nhé mọi người nhá. Baby Gap, cái này là dành cho các con.
Cái này các bé có cân nặng tầm 13 cân quay đầu này, 8 đến 13 cân mặc ok luôn. Baby gap cho em nhá. Em này 108, mã số là 516. Mã 513 cho chị Kim Tuyên ạ. 108, mã số em này là 516 cho em nhé mọi người nhá. 108, mã số em này là 516 cho em. Bên trong lót cho em nhá. Size này 11 đến 14 cân. 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em. Size cho size 10 tuổi 42 cân không? Xinh chưa? 11 đến 14 cân mặc xinh cho em nhá. Em này 108 này, mã là 512. Đây này. Mã 546 cho chị Mã Thương ạ. 108, mã số này là 512 cho em. Xuất sắc luôn đấy. 180k mã 512. Tiếp theo một em bomber cho các bé này. Hàng của bé bé, hàng hiệu luôn này. Cái này đang bị chóc một ít rồi. Ô, con này nó là mỏng nhẹ mùa thu này mọi người này. Baby Gap nhá mọi người nhá. Bên trong của nó lì toàn bộ luôn, hàng Baby Gap thì thôi không phải suy nghĩ luôn. Mã 512 cho chị Đỗ Minh Thủy ạ. Baby Gap này các bé size nhỏ đây này. 6 cho đến 9 10 cân này, 10 cân quay đầu này. Baby Gap nhá, 10 cân quay đầu cho em. Bé nam mặc, bé nam bé nữ là mặc rất xinh. Baby Gap 10 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 104, mã là 501. 104, mã là 501 cho em này. Một bạn đứng lên hạ bớt phao ở trên giờ này, với cả giờ này thôi cho chị. 104, mã là 501 cho em. Tiếp theo bé gái cho em này. Màu hồng polo pin, bên trong lót nhung toàn bộ. Mã 501 cho chị Quý Lê ạ. Lông vũ hàng châu Âu cho em nhé mọi người nhá. Phao lông vũ siêu đẹp luôn. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 22 cho đến 26 cân mặc đẹp cho em. Phao lông vũ hàng polo pin nhá, bé gái. Em này 200.000, mã số là 561. Chị thích khủng luôn. 200k, mã là 561 cho em. 200k, mã số là 561 cho em. Em để làm sao chị lấy được rồi đấy. Tiếp theo này, em này bé size to cho em nhá. 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em nhá. 35 đến 40 cân của các con mặc đẹp cho em nhá. Mã 561 cho chị Hương Thu Nguyễn ạ. 180, mã số em này là 618. 108, mã số 618 cho em nhé. Con phao này quá chất luôn này, dày dặn. Đẹp chưa? Em phao này các con có cân nặng tầm từ 30 đến 33 cân mặc đẹp cho em nhé. 30 đến 33 cân, có mũ, mão đầy đủ, mới lắm. Em này mức giá của nó 108, mã số là 530. Mã 618 cho chị Nguyễn Dung ạ. 108, mã là 530 cho em này. Úi dồi, con này mới rét rẹt ạ. Con này thật sự với mọi người luôn á. Mới lắm luôn. Lét chuẩn đét là đẹp luôn. Em này mắc đấy là size 130 nhưng sẽ to hơn tí lắm vậy nhá. Mà 530 cho chị Moon Nguyễn ạ. Nó trái tay không vứt làm sao được. 30 35 cân mặc đẹp cho em. Dưới 35 cân mặc rất xinh luôn. Con này thì xịn xò kinh khủng luôn. 220, mã số em này là 623. 220, mã 623. Xịn dã man luôn. 220 mã 623. Dày lắm, tiền triệu là có thật luôn đấy nào ơi. Tiếp theo này, bản này không mũ cho em nhá. Chất liệu phao rất là xịn luôn. Cầm sáng loáng luôn đấy. Em này bé nha chị nào. Mã 623 cho chị Phương Oanh Vũ ạ. Dòng này có hai khóa bên trong luôn. Em này size của nó là dành cho bé tầm size tầm 27 cho đến 32 cân mặc đẹp cho em. Dưới 32 cân mặc đẹp cho em nhá, bé nam. Mức giá của em này 180 nhá. Dày đẹp lắm. Mã số em này là 624. 180k, mã số 624 cho em. Đây. Thì rổ ngay cạnh bên kia. Rút sang bên này cho chị. Đây này, chỗ này này. Đây này. Em này các bé có cân nặng tầm 30 35 cân mặc đẹp nhá. Phao lông vũ cho em, mũ mão đầy đủ cho em nhá. Phao lông vũ này. Ồ, này đẹp phát trưởng luôn. Em này mức giá của nó là 220 nhá, không đẹp cho trả lại luôn. 624 mã 624 cho chị Đoàn Gấm ạ. 625 cho em nhá mọi người nhá. Ôi chị chưa này. 27 cho em 30 cân, 30 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Xinh xuất sắc luôn, 27 đến 30 cân của cái nam cho em. Mức giá của em này là 200.000, mã là 536 cho em. 200k, mã số là 536, không chị, không lấy tiền. 200K, mã 625 cho chị Nguyễn Thiên Thanh ạ. Em này hàng của Olavi nhá, hàng xịn cho em này. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 30 đến 33 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó em lấy mọi người 100.000, bởi vì em này là của lô cũ khách trả ra. Mã số là 56 cho em nhá.
có cả lốt cũ ở đây. Mã 536 cho chị Đoàn gấm ạ. 19 đến 21 cân di lê các con nhá. 19 đến 21 cân mặc đẹp nó trần hết toàn bộ cho em này. 150, mã số là 337. 150, mã số là 337 cho em. Phao lông vũ cho em. 356 cho chị Thảo Nguyễn ạ. 30 35 cân của các bé trai cho em này, dưới 35 cân mặc đẹp cho em nhá. Phao lông vũ cho em nhá. 150, mã số em này là 217. Phao lông vũ. 150 mã 217 cho em. Mã 337 cho chị Thanh Thảo ạ. Ôi các chị khách mới, các chị khách mới, các chị đừng dồn đơn lâu quá. Các chị khách mới đang nhé mà em không cho dồn đơn luôn ý. Đúng không? Bởi vì là mình đã có uy tín với nhau đâu mà dồn nhiều như thế. Chị Thảo Nguyễn đi bao mua thử xem shop người ta thế nào thôi, xong rồi ấy thôi. Thử shop đã, từ một phát là xuống tiền luôn. Hàng này là hàng xịn cho em nhá, hàng của Polo Ralph Lauren cho em này. Trần chám của Polo Ralph Lauren cho em nhá. Em này bé nam nhà chị nào có cân nặng tầm từ 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em. Hàng của Polo Ralph Lauren 27 30 cân cho em nhá. Em này mức giá của nó là 170, mã số 81. 170k mã 81, hàng của Ralph Lauren. Tiếp theo này mọi người này. Lông vú cho em nhá. Em này là con này là phao bùi thường thôi, hàng của Bangladesh nhá, hàng của Zara. Em này có bé 20 trên 23 cân mặc đẹp, hàng của Zara cho em nhá. 337 là đoàn gấm. Em like chậm mà. Đoàn gấm thế. 536 đoàn gấm. 337 có không? Có. 337 thanh tháo. 337 thanh tháo. Thôi tiếp đi. Tôi mệt quá. Lại đến đây kiểu như hôm qua. 381 cho chị Bùi Thị Tuyến Tuyến ạ. 20 đến 23 cân của Zara cho em nhé mọi nhá. 180 này. Mã số em này là 88 cho em. 108 mã số 88 hàng của Zara cho em nhé. 108 mã 88 của Zara cho em này. Em này một em hàng thể thao của Italy. Nhưng mà con này nó bị mất mũ rồi mọi người ạ. Em này các bé size to cho em nhé. Nó là một em hàng thể thao cho em. Hàng của Italy nhưng bị mất mũ rồi, bán rẻ luôn. Có cho bé trai dưới 13 cân. Em này các bé có cân nặng tầm từ 24 trên 27 cân mặc đẹp cho em. 24 đến 27 cân của các bé nhá. Em này em lấy mọi người 120, nó mất mũ nhưng mà đẹp lắm. Mã số là 626. 626 cho em. Cái gì? Bé trai dưới 13 cân. Ui con này dày dặn dã man luôn. Dưới 13 cân hơi ít nhá mọi người nhá, không nhiều đâu. Con này dày dặn dã man biết ngay mà, hàng của Astrem nhá mọi người nhá. Em này các bé có cân nặng tầm từ 30 trên 33 cân, nó là phao lông vũ cho em nhá. Con này thì đỉnh lắm, cầm cái phao nó dày nó chắc. Nó sướng luôn ấy, 30 33 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 200.000, bà nào không chốt thì thôi luôn á. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Em mở lót xong bây giờ mọi người sẽ thấy sướng luôn. Em này mức giá của nó là 200 dưới 33 cân. Mã số em này là 627 cho em nhá, có mũ. Chất dày dặn kinh khủng luôn. Cầm cái phao rất là chắc chắn luôn. 627 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo. Em này là hàng của châu Âu cho em này, mọi người này. Em này di lê nhá. Bé nhà chị nào cân nặng 40-45 cân, bé trai. Lông vũ nhá, 40-45 cân cho chị Minh Sang ạ. 40 xong năm rồi, em phải chuyển sang bên này luôn nhá, không để được ở cái chỗ ở giữa đâu nhá. Đúng chương trình rồi. 40-45 cân bé trai mặc đẹp cho em nhá. 160 đó là lông vũ nhá, mã 99. Nay mà làm chậm nữa là mã nào làm xong rồi kéo sang này luôn, cứ để chỗ giữa. Nào bị mắng về cái tội kiểu đơn giản thôi. Em này nhá, các con có cân nặng tầm từ 30-33 cân mặc đẹp cho em này. 30-33 cân nhá, di lê siêu đẹp của các bé trai. Trần Hương Nam 160, mã là 534. 160k mã 534. Đừng để anh họ nhắc lại nữa, đau đầu lắm mày ơi. Làm cái đúng trình nào. 19-22 cân của các bé trai. Thôi mình nói 19-22 cân của các bé trai mặc siêu đẹp luôn nhá. Em này 180, mã số là 535. 180k, mã số là 535, phao này đi tuyết ngon luôn đấy. Sai to đi em. 180 mã 535 cho em này. Dòng này đi tuyết được. 3534 cho chị Nguyễn Thúy Hằng ạ. Chị phải nghe cái bài ra đấy xong chiều chưa ăn cơm chị bị chửi nữa. Đơn chị ạ. À? Em này hạt của Astrid nhỉ, di lê nhẹ nhàng nhé mọi nhá. Bé trai này chị nào cân nặng 30-35 cân mặc đẹp cho em.
30 35 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 140, mã là 213. 140, mã 213 cho em nhá. 140.000, mã 213. Ủa con Lê đẹp thế. Lê bé gái cho em nhá, có khi sừng. Lê bé gái có khi sừng cho em nhá. Ok. Em này em này hàng London chị Hoài Nguyễn ạ. Bé chị nào cân nặng 30 35 cân mà con này mỹ mã luôn. Bé gái mặc xinh nhá. 30 35 cân có khi sừng cho em nhá mọi nhá. Đẹp cực. Chất liệu của nó chất liệu xịn lắm, dày đẹp luôn. Em này 160 nhá mọi nhá. Mã là 212. 160k, mã số là 212 cho em. 160 mã 212 cho em. Tiếp theo 17 cho đến 20 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này có mũ này, lót lông ở phía trong mũ nhá. 17 đến 20 cân mặc đẹp, mặc cái màu này quá xinh luôn. 150, mã là 211. 212 cho chị Nam Thắng Auto ạ. Có mũ nhá mọi người nha. Gile lông vũ cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 20 đến 23 cân mặc xinh cho em nhá. Của bé gái màu hồng. 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em lông vũ nhá. 150, mã số là 210. Mã 211 cho chị Ngô Thảo ạ. Siêu dày dặn và đẹp luôn nhá mọi người nhá. Siêu dày dặn và đẹp luôn. Bên trong mọi người nhá. Lót ấm chưa? Đấy tôi là con gái tự lấy cái này. Em này à, size dành cho các bé có cân nặng tầm từ 17 cho đến 19 cân. 17 19 cân mặc đẹp cho em nhá. Mã 210 cho chị Hường Nguyễn Thu ạ. Em này mức giá 180, mã là 215. 180, mã 215 cho em. Di lê xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Di lê lông vũ cho em nhé. Hàng con chó xanh ấy mọi người. Blue dog ấy, đẹp lắm. Lông vũ cho em nhé. Em này size của bé các bé xem nào. Con này đi tuyết ngon luôn. Size, em này các bé size 110. Em này các bé có cân nặng dưới 20 cân, 17 đến 20 cân mặc đẹp cho em nhé. Mức giá của em này là 160, di lê lông vũ. Mã số em này là 209. 209 cho em. Mã 215 cho chị Hoan Dương. Em này tiếp theo này. Một em có đai nhá. Em này của kiểu giống như kiểu của dòng của Polo Rock Loren. Mã 209 cho chị Ngô Thảo. Có đai Ngô luôn Thảo cho em nhá. Cái gì vậy thế này. Xinh chưa này. Em này bé thì nào có cân nặng tầm 17 19 cân nhá mọi người nhá. Em lấy mọi người 140, mã là 208. 140, mã 208 cho em này. Một em này nó là Adidas nhá mọi người nhá. Adidas cho em. Cái này hình như của người lớn sao ấy. Như là áo gió ấy, mọi người. Siêu nhẹ luôn á. Cái này của Adidas nhá mọi người nhá. Bé nam này chị nào mặc đẹp luôn này. Bé nam này chị nào cân nặng 40 trên 45 cân mặc con Adidas đẹp luôn. 40 45 cân nhá mọi người nhá. 160.000, mã số em này là 632. 160, mã 632 cho em. Ui má ơi, dòng đi tuyết cho tôi này. Mã 208 cho chị Đỗ Kim Thanh ạ. Dòng đi tuyết cho tôi nè. Con này dòng đi tuyết cho em nhá mọi người nhá. 35 đến 40 cân các bé mặc rất đẹp luôn. Dòng đi tuyết của bé trai. Em này 200.000 nhá, dòng đi tuyết thì thật sự là rất là đắt luôn. Mã số là 628. 628 cho em nhé mọi người nhá. 628 200. Tiếp theo một em này của Ralph Lauren cho em nhé mọi người nhá. Ralph Lauren cho em này. Ralph Lauren này dành cho các bé nữ cho em nhé mọi người nhá. Nó là trần của các bé nữ thôi. Bé nam mặc cái này sẽ không đẹp hơn, bé nữ mặc sẽ đẹp hơn. Em này bé chị nào có cân nặng tầm từ 30 đến 32 cho chị Nguyễn Dung ạ. Mã số là 629, hàng của Ralph Lauren nhá. 160, mã số là 629 cho em. Em này size 90 cho em này, size nhỏ nhá mọi người nhá. Dưới 15 cân mặc đẹp cho em. 15 cân quay đầu mặc xinh nhá mọi người nhá. 15 cân quay đầu mặc xinh cho em. Em này rất là xịn luôn. Mã 629 cho chị Nam Thắng Ngâu. Em này 170.000, mã là 511. Trong quần lót này. 100.000, mã số là 511 cho em. Lên size nhí nhá mọi người nhá. Mấy con gilet thật sự là xinh. Em đã thích kiện nào ra nhiều gilet. Bởi vì gilet ứng dụng được giấy cao lắm. Mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Nếu cho con mặc gilet ngon hơn. Bởi vì mặc gilet ấm. Mã 511 cho chị Lan Anh ạ. Bọn trẻ con nó hay bị lạnh phần bụng, phần ngực phát là lại đi bệnh viện ngay.
Mọi người biết mấy hôm nay bệnh viện quá tải không? Cứ đổi mùa phát là các con đi bệnh viện liên tặc tặc luôn. 9 giờ tối chồng em đi lấy kết quả xét nghiệm cho bé nhà em. Vẫn xếp hàng kín lối luôn. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 22-26 cân, 22-26 cân mặc đẹp cho em di lê là em lấy 150 nhá. Mã số là 136. 150, mã 136 cho em. Lên áo bìa cái 24 cân đi. Hay mấy? 24 cân. Cái con hồng kia đẹp ơi đẹp mà chả lấy à? Đúng không? 24 cân đấy. Em này các bé có nặng tầm 20-23 cân nhá. 20-23 cân mặc đẹp cho em này. 20-23 cân nhá. Trần trán cho em này. 150 nhá mọi nhá. Mã số là 74. 150, mã 74 cho em nhá mọi nhá. Mã 136 cho chị Phan Hằng ạ. Cái này mũ có tai luôn nhá. Em này các bé size to cho em này. Mũ có tai luôn đấy. Cái mũ có thể tháo ra được. Em có thấy chị Hiền Phan. Em này bé nhá, chị nào cân nặng tầm 35-40 cân mặc đẹp. 35-40 cân nhá. Chất siêu dày dặn luôn. Em này mức giá 108 nhá mọi nhá. Mã số em này là 631. 108, mã 631 cho em nhá. 180k, mã số là 631 cho em. Tiếp theo, một em này là dòng này. Dòng này dòng đi tuyết này, Slowbot này mọi người này. Dòng đi tuyết cho em này. Đi tuyết cho em này, bấm lực lưng lưng luôn. Mã 631 cho chị Trần Hương Nam ạ. Cầm thì nó không quá dày đâu nhưng mà nó mặc lên lại rất là ấm bởi vì nó là dòng đi tuyết. Em này các bé có cân nặng tầm 35-40 cân mặc đẹp, bé trai bé gái đều đẹp nhé. 35-40 cân cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá 108, mã số em này là 630. 108, mã số em này là 630 cho em. Tay hơi nhỏ cho em mình. 108, mã 630 cho em này. Đây, dòng thể thao. Em này là dòng thể thao dài cho em nhé, hàng Italy cho em này. Size 140 thôi, nó tương đương với tầm nếu mà bình thường là 27-30 cân đấy, nhưng này sẽ to hơn. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 33-38 cho chị Hường Nguyễn. 33-38 cân cho em nhé, hàng Italy thể thao cho em. 160, mã số em này là 633. 160k, mã số 633 cho em. Đây, con sao này thì mắc đẹp luôn. Mắc đẹp luôn mọi người ơi. Em sai à? Mua cho con mua cho bé trai 10 cân không? 10 cân hơi ít đấy. 10 cân hơi quá đấy. Vừa lại có mỗi con duy nhất thôi. Tiếp tục này. Em này nhá, bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 22-23 thôi chị Hoài Đăng. 22-25 cân mặc đẹp xem nhá mọi người nhá. Em này mức giá của nó là 200, mã số là 532. 200k, mã 532 cho em. 200.000, mã 532 cho em. Mũ này sao rất là xịn luôn. Eo ơi 30-33 cân đẹp cho em. 35 cân quay đầu mặc xinh nha em. 35 cân quay đầu mặc xinh nha em ạ. 108, mã là 613 bé trai. Mã 532 cho chị Trần Thanh Thúy ạ. Em ơi, tí Dung ơi, Dung hạ cả hai bên nhá. Bên này là nữ này. Trên này, chỗ này là nam này. Chỗ này là nữ này. Lệch quá, không có vẻ nữ. Blue Dog cho em nhá, con này là Bacca mọi người ạ. Bacca cho em nhá, các bé có cân nặng tầm 22-25 cân mặc đẹp cho em này. 22-25 cân mặc đẹp cho em. Mã 613 cho chị Đỗ Kim Thanh. 160, mã số là 615. 160. Đỗ Kim Thanh bóc địa chỉ cho được tiếp. Ui má ơi, con này xịn quá. Em này à, của người lớn cho em. Không phải của trẻ con đâu. Bên trong của nó lì cho em này, áo gió nhá, size S. Chịu thì làm nào. Mã 615 cho chị Phan Hằng ạ. 45-50 cân người lớn cho em, áo gió rất xịn luôn và có lót lỉ cho em nhá. Có lót lỉ rất ấm luôn. Con này mà tầm này mà mặc đi thì tuyệt vời luôn. Em này mức giá của nó 108 nhá, size S của người lớn ạ. Mã số em này là 619. 619 cho em. Đổi vai Quỳnh ra lên lấy đi. 619 cho em nhé. Tiếp theo là di lê hồng rất xinh luôn. Cái này có mũ nhé mọi nhá, mũ nó giấu bên trong này này. Mọi người nhìn đi lên hồng siêu xinh luôn. Mã 619 chốt cho chị Hoàn Nguyễn ạ. Em này 19-21 cân mặc đẹp cho em nhá, 150, mã là 214. 150, mã 214 cho em nhé. Tiếp theo.
Mọi người ơi, Uniqlo siêu nhẹ, Silen Uniqlo siêu nhẹ của người lớn này. Em này thực sự là quá là đắt đỏ đi. Size S cho em nhá, dưới 50 cân. Zile siêu nhẹ của người lớn cho em, dưới 50 cân. Hàng xịn luôn, không bay lông một tí nào luôn. Em này em lấy mọi người mức giá là 200.000 nhá mọi người nhá. Mã số em này là 570 size S. Mã 214 cho là chị Hường Nguyễn Thu ạ. 570 size S cho em nhá mọi người nhá. 570 size S cho em. Tiếp theo có một em gió của bé trai này, bên trong nó lỉ toàn bộ nhá. Có nhung nhá mọi người. Hai mặt. Em này người lớn cho em ạ. Em này các chị ơi, cân nặng 48 cho em, 53 cân mặc đẹp cho em. Áo gió của người lớn có lót nhung bên trong nhá mọi người nhá. Em này 160, mã số em này là 611. Mã 570 chốt là chị Trần Hương Nam ạ. Tiện hạ luôn hết sao Nam xuống luôn đi. Tiện hạ hết sao Nam trong đấy luôn đi. Đi một lần đi. Bé gái cho em nhá. Phao của nó là phao lông vũ cho em này. Bé gái nha, chị nào có cân nặng tầm từ 24 đến 27 cân mặc đẹp cho em phao lông vũ nhá mọi người nhá. Bé gái 180, mã số em này là 537. Mã 611 cho là chị Quy Lê ạ. 180, mã số em này là 537 cho em nhé. Luôn phao lông vũ nhá. 180 mã 537 cho em này, gile của các bé trai rất rất là xinh luôn. Gile mã 537 cho sạch. Chị Nguyễn Dung ạ. Em này 27 cho đến 32 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá có 150. Gile của bé trai, mã số là 510 rất xịn luôn. Chất gió của bên ngoài có in logo luôn. 150 mã 510 nha. Uniqlo. Con này là cây tu. Ê, em hạ bé Nam xuống lên chị. Em này các bé có cân nặng 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhé. Size 140, 27, 30 cân nhé. Đó trần thôi. Em này 160 nhé. Mã số là 617. 160k. Mã 617 cho em. Mã 510 cho là chị Hoài Đặng ạ. Em này nó là phao lông vũ này mọi người này. Dáng trần cho em nhé. Bé trai. Để phao lông vũ nhỉ. Rồi, cứ cho phao thường đi. Em sờ có chỗ lông vũ không? Sẽ em này à. Ui xịn quá này các bạn ơi. Em này bé chị nào cân nặng tầm 17 cho 20 cân mặc đẹp cho em nhá. 17 20 cân cho em này. Em này 170 nhá. Mã số là 80. Trần hết luôn. 170k, mã số 80 cho em. Một em gió của Ly Cáp nhá mọi người nhá. Gió của Ly Cáp của các bé này em lấy 100.000 nhá. Áo gió. Bé chị nào cân nặng tầm 23 26 cân áo gió nhá. Con này có mũ, giống mũ bên trong này. Mã 80 cho là chị Thanh Xuân ạ. Áo gió các bé nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em nhá. 100.000, mã là 595. Hạ hết xuống lên đi. Để em đỡ phải đi vào một lần nữa. Uniqlo của các bé gái nhá mọi người nhá. Uniqlo của các bé gái cho em này. Em này các bé có nặng 20-23 cân mặc đẹp cho em nhá. 20-23 cân, 160, mã số là 599. Uniqlo. Mã 595 cho là chị Nga Mít ạ. Đi ra đi. Uniqlo của các bé trai tiếp này. Mỏng nhẹ thôi, rất là sướng luôn. Uniqlo của các bé trai tiếp nhá mọi người nhá. Em này các bé có nặng tầm 27-30 cân. Em này 150, mã là 606. 150, mã 606 cho em. 80. Mã 599 cho là chị Trần Hương Nam ạ. Em này nó là áo gió trần cho em nhá. Bé cái chị nào cân nặng size tầm 160 nhá mọi người nhá. Tầm 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em. Tầm dưới 42 cân mặc ok luôn mọi người nhá. Em này em lấy mọi người 120 nhá. Nó là gió. Mã số em này là 607. Mã 606 cho là chị Thủy Nguyễn ạ. 120 nhá. Tiếp theo là Zile nhá mọi người nhá. Có bé size to cho em. Zile này mặc được hai mặt luôn hả? Mình 40 cân của các con nhá mọi người nhá. 35 40 cân ở gile các bé cho em nhá. Em này lấy 150, mã số em này là 602. 150, mã 602. Ủa lẫn vài con gió mà cứ đẹp như này thì có mà cầm lòng làm sao. Ủa toàn bộ logo của nó lót luôn này. Ly cáp cho em nhá mọi người nhá.
Mã 602 chốt cho chị Nguyễn Hằng ạ. 35 đến 40 cân của các bé trai mặc rất đẹp luôn. Em này 150 nhá, gió của Ly Cap. Mới như mới tinh luôn ấy. Em này 150, mã số là 600. 150 mã 600 cho em. Hello Kitty size 130. Mời em Hello Kitty size 130 nhá, siêu đẹp luôn này. Hello Kitty size 130 cho em nhá. 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em. Dưới 26 cân mặc xinh nhá mọi nhá. Em này mức giá 180, hàng Hello Kitty, mã số là 566. Mã 600 cho là chị Nhung Quách ạ. Bé nhà chị nào thích Hello Kitty phải lấy luôn. Mã 566 cho em. Di lê các bé lớn cho em này. Bé gái nhà chị nào nhá. Em này bé tầm 14-15 tuổi đấy. Con này có vết mực ở đằng sau nên em bán rẻ luôn nhá. Có một vết mực nhẹ nhẹ đằng sau. Em này bé chị nào cái nặng tầm 30-35 cân nhá. Có một vết mực nhẹ nhẹ đằng sau em lấy mọi người 90 nhá. Mã số em này là 565. Mã 566 cho là chị Nguyễn Duyên ạ. 565 cho em. 565. Size này các bé có cân nặng 20-22-24 cân mặc đẹp cho em nhé. Bé gái hoặc bé trai đều mặc đẹp. 22-24 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhé. Cái này bé gái ạ, sorry mọi người, bé gái có đai ạ. 22-24 cân cho em nhé. 180, mã là 597. 180k, mã là 597 cho em. Bé gái ạ. 180k, mã 597 cho em. Lông vũ Blue Dog cho em này. Con này nhìn vậy thôi nhưng bên trong của nó trần lông vũ rất là xịn luôn này. Bên trong của lông vũ này không bị xô một tí nào luôn. Mã 597 cho đó chị Trần Hương Nam ạ. Em này các bé 27-30 cân mặc rất đẹp luôn. Bên trong trần lông vũ không xô tí nào. Lông nhẹ tênh. Em này 200.000 nhá. Mã là 596. 200k, mã số là 596 cho em. Đẹp mỹ mãn luôn. 200.000, mã là 596 cho em này. Của mấy em trần lên luôn nhá. Mấy em trần tiếp này mọi người này. Trần này mặc như gió luôn ấy, được, xinh lắm. Em này các bé 20 cho đến 24 cân nhé mọi người nhé. 20 đến 24 cân mặc đẹp trên. 20 đến 24 cân nhé mọi người nhé. Em lấy mọi người mức giá 120, trần như là gió luôn ấy, đẹp lắm. Mã số là 77. Mã 77 cho em. Mã 596 cho là chị Tiên Hồ ạ. Em này cũng là trần tiếp này, cũng như gió luôn ấy. Em này size to hơn nhé mọi người nhé. Có đai. Nhìn siêu men luôn ấy. Bé nam cho em nhá. Em này các bé có cân nặng 24-27 cân mặc đẹp nhá. 24-27 cân. Em này 120 trần như gió luôn. Mã số em này 83. Những con trần này đẹp lắm. Mấy em pha nó phao người lớn. À em không làm phao người lớn nhá. Ui chỗ này toàn có đẹp. Mã 77 cho là chị Như Huỳnh ạ. Đẹp vãi trưởng luôn các bạn ơi. Nhanh tay lên nào các chị em ơi. 19 cho đến 22 cân mặc đẹp cho em nhá. 22 cân quay đầu mặc đẹp lông vũ cho em này. 200.000 mã số 76 này. Mã 83 cho là chị Tiểu Bích Tiểu ạ. 200k mã số 76 cho em này. Em này các con có cân nặng tầm từ 18 cho đến 21 cân. 18 đến 21 cân mặc đẹp nhá. 200.000 mã số 75 này. Nhanh tay. Ôi con này xinh quá này. Em này bị mất mũ rồi các bà ơi. Size thì các bé có cái nặng 376 chứ là chị Hương Trần ạ. Lông vũ nhá. Cái này mất mũ của bé gái như rất xinh luôn. Không có mũ mặc rất xinh luôn ạ. 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. 150 mất mũ nhá. Mã số em này là mã số 73 hoa. Có pha bé trai 10 cân không chị? Thỉnh thoảng thôi, không có nhiều đâu. Con này lót lông bên trong toàn bộ gọi là ấm đại hàn luôn. Ấm đại hàn luôn. Đại hàn luôn. Mã 75 đây à, có mũ cho em nhá. Mã 75 cho nó chị Yến Nguyễn ạ. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm 20 cho đến 23 cân. 20-23 cân mà bé cho nhá. Mã 73 cho nó chị Nguyễn Dung ạ. 150, mã số là 87. 150, mã số 87 cho em. Ui dồi, con này mà cho. Em có thấy chị Khánh Hương ạ. Mỹ mãn luôn. Lót lỉ cho em nhá mọi nhá. Có dây này, mũ bỏ ra được nhá, đằng sau của nó đây. Mọi người nhìn đó. Em có thấy chị Phương Linh ạ. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 16 đến 19 cân mặc đẹp cho em nhá. 16 đến 19 cân. Mã 87 cho là chị Camellia Meo Meo. 16 19 cân nhá. Bên trong có lót lông này mọi người này. Em đấy mọi người mức giá 180 nhá. Mã số là 72. 180 mã 72 cho em. Tiếp theo này. Ôi xinh thế. Em này có lót lì bên trong toàn bộ chất phao của nó phao lông vũ nhá.
phao lông vũ cho em. Lót lông này. Em này các bé có cân nặng tầm 17 cho đến 14-17 cân. 14 đến 17 cân, màu cam siêu xinh luôn ạ. À. Em này mức giá của nó là 200 nhá. Chị nào lấy chốt giúp em mã số 6. Chốt là chị Nguyễn Phượng ạ. Số 6 cho em nhá. Số 6 cho em này. 6 tiếp theo. Em có lấy chị con này có tai cho em nhá mọi nhá. Tai cho em này, cái mác của nó nhìn xịn lắm luôn, tí nó bỏ ra cho mọi người xem mác luôn. Em này các bé có cân nặng tầm từ 19 cho đến 23 cân cho em nhá, có tai. 19 đến 23 cân mặc xinh cho em nhé mọi nhá. Chất phao của nó là mã số 6 cho là chị Nguyễn Phượng ạ. Phao lông vũ cho em nhé mọi nhá. Em này mức giá của nó 180 nhé mọi nhá. Mã số 71. Mã 71 đấy, lên dần mà nó treo chồng ấy. Tiếp theo này, gilê hàng này của Ralph Lauren cho em nhé, gilê của bé gái. Em này một mặt màu kem và mặt màu hồng cho em nhé. Dì này bé gái cho em ạ. Em này các bé có cân nặng tầm từ Ralph Lauren cho em này mọi người này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 23 cho đến 26 cân mặc đẹp cho em nhé. Hàng của Ralph Lauren 23 đến 26 cân mặc hai mặt ok luôn. 150 nhé mọi nhá. Hàng của Ralph Lauren 150 mọi người ơi. Chị nào lấy chốt giúp em mã số 5. Mã số 5 cho em. Tự nhiên thỉnh thoảng vài con không bắn mát nhỉ. Paka. Đây, lên Việt Nam xe to rồi. Trần nhẹ nhàng cho em này. Trần rất xinh luôn ạ. À. Em này các bé có cân nặng 17 cân ạ. Mã số 5 chốt cho chị bóng em ạ. 17-21 cân nhá. Bên trong có lót luôn rồi. 17-21 cân cho em này. 150 có mũ của bé trai nhá. 150. Mã số em này là 79 này. Mã 79 em này, gió của các bé nhá. Em mắc xịn chưa? Gió bên trong có lót lỉ sẵn rồi mọi người ơi. 19 cho đến 22 cân, 19 đến 22 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhá. Em này có lót lỉ sẵn rồi. Em này mức giá 120, mã số là 78. 10 cân ít á. Mã 79 cho là chị Hồng Thủy. Mã 78 cho em. Này nó không làm có sai 10 cân đâu các bà ơi. Đẹp vãi trưởng luôn. Mã 78 cho là chị Trần Thanh Thúy ạ. 22 đến 25 cân mặc đẹp cho em nhá. 22 đến 25 cân của các bé trai. Em này em lấy mọi người mức giá 160, mã là 598. 160k, mã số là 598 cho em nhá. 598 cho em. Bạn này không mốt. Tiếp tục này, hai lớp lót luôn. Em outfit ra ngoài cũng đi tuyết được này mọi người này. Belong gì đó. Ủa xịn thế. Đó. Xịn chưa? Đã nan luôn đấy. Xem xa bao nhiêu. Mã 598 cho là chị Thủy Nguyễn ạ. 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhớ. Mức giá của em này là 180, mã là 592. 180k, mã số là 592 cho em. Ui này, đi lê xinh quá trưởng luôn, cổ mít lông cho em nhá. Em này bé chỉ áo cân nặng tầm từ 18 đến 21 cân mặc đẹp cho em nhá. 150, mã số em này là 135, bên trong lót hết. 150, mã 135. Blue Dog siêu xịn luôn. Ấm lắm luôn ấy. Ôi mọi người ơi, cái này có hai lớp. Mã 592 cho là chị Hồng Thủy ạ. Có một cái gilê mỏng bên trong để mọi người mặc mùa thu này. Cái nó dính liền luôn này. Có một cái áo bên ngoài là áo đại hàn này mọi người này. Siêu xịn luôn nhá. Mã 135 cho là chị Bóng Bang ạ. Mua một mà được hai luôn. Em này các bé có nặng 20-23 cân. Không đẹp cho trả lại luôn này. 20-23 cân cho em nhá. Cái này mùa thu thì mọi người mặc này. Hơi lạnh lạnh một chút thì mọi người mặc cái ngoài này, còn lạnh hơn hẳn thì mọi người để cả hai cái vào, cực kỳ đẹp luôn. Em này em lấy mọi người mức giá là 220 nhá, chia ra 100.000 đến 120 của con nó quá rẻ luôn. Mã số em này là 591 cho em. 591 hàng Blue Dog là chị quá. Có size 130 chị nhá. Size 150 có. Đi tuyết cho em này. Đi tuyết này.
40-45 cân các bé trai. Mã 591 cân bé trai nhá. Em này 180 nhá mọi người nhá. 180k. Chị Hào lấy chốt giúp em mã số là 594. 180, mã số là 594 cho em. Tính ra lại quá rẻ luôn. Fila size Fila lông vũ cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 35 đến 40 cân. Mã 594 cho nó chị Trang Ngô ạ. Em này các bé có cân nặng tầm từ 30 đến 35 cân thôi. 30 đến 35 cân bé trai Fila nhá. Em này 180, hàng Fila lông vũ. Mã số em này là 590, dưới 35 cân. Có mấy con mất mũ tí em like luôn nhỉ. Con này là hai mặt cho em này. Mã 594. Hai mặt cho em nhé mọi nhá. Mã 590 chốt cho chị Hoài Nguyễn ạ. Gì đây, các bé có nặng tầm từ 30 đến 33 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này em lấy mọi người 140, gì đây mặc hai mặt được ạ. Mã số em này là 586 cho em ạ. Gì đây mặc được hai mặt nhé. Mã 586 cho em. Tiếp theo nhé mọi nhá. Một em của Twin Kid. Em này bên trong có lót lỉ luôn này. Twin Kid. Em này size 130. Mã 586 chốt cho chị Nam Thắng Auto ạ. Hai mươi ba đến 26 cân mặc đẹp cho em nhé. 23 đến 26 cân mặc đẹp. Nó là trần nhé mọi người nhé. 150. Mã số là 584. 150. Mã là 584 cho em. 150. Mã 584 cho em này. Mà em phao màu tím nhé của các bé gái. Phao chất liệu phao của nó là lông vũ. Em này các bé 22-25 cân nhé. Chất liệu phao của nó là lông vũ cho em. 22-25 cân có lơ đằng sau. Phao lông vũ này 180 nhé mọi người nhé. Mã số là 126. Mã 584 cho là chị Thu Kem ạ. 180, mã 126 cho em. Ôi con này thì lại quá là đẹp đi. Em này lót lỉ bên trong. Lót lông bên trong toàn bộ nhé mọi nhá. Em này các bé có cân nặng tầm 19 đến 22-23 cân á. Dưới khoảng size 120. Dưới 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Bé nam 23 cân quay đầu mặc rất là xinh luôn. Mức giá của em này mã là 226 cho cho chị Hường Nguyễn Thu ạ. 200, mã số là 460. 200k mã 460 nha em này. Bé gái xinh vô cùng. Cổ nó mic lông nhá mọi người nhá. Size này các bé có nặng 19 cho đến 20, 21 cân, 22 cân quay đầu. 22 cân quay đầu các bé gái mặc xinh cho em nhá mọi người nhá. Em này 160, mã số em này là 468. 160 mã 468 cho em. Mọi em áo của Converse này mọi người này. Bé nam dòng lông vũ của Converse nhé mọi người nhé. Bé nam dòng lông vũ của Converse cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 25 đến 28 cân nhé. Lông vũ của Converse nhé. 25 đến 28 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này mức giá 180, mã là 461. 180k mã 461 cho em nhé. Không ạ. Áo gió cho em này. Áo gió của các bé trai nhé mọi người nhé. 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em. Áo gió các bé trai. Đưa chị con màu xanh này. Em ơi đi săn áo cho con mà con này mà không săn nữa thì 200 nghìn mà không săn. Móc tay luôn. Mã 461 chốt cho chị Ngọc ạ. Đây tôi để lên cho bà xem. Bởi vì tôi không dơ cho bà xem cái kia. Con này đẹp như mã luôn. 460 đây. Nè. Mã 460 chốt cho chị Nguyễn Thị Huế ạ. Săn cho con mà không săn con này thì thôi luôn ấy. Nó ấm như thế này 200 nghìn đổi lại con không bị viêm họng. Tiền triệu luôn đấy các bà. Đẹp vãi nhái luôn ấy. Áo gió cho được mai em chụp ảnh nhá. Áo gió này các bé có cân nặng tầm 24 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 20-24 cân này. 23 cân cũng được. Em này em lấy mọi người mức giá là 120 áo gió nhá. Mã là 462. 120 mã 462 cho em. Di lê rất là đẹp luôn. Ông em nói thật đấy, cái con đấy mọi người không săn rất là phí luôn. 200 nghìn bình thường là toàn 4-500. Có bé gái 20-22 cân không chị? Có. Bán rẻ các bạn tưởng là hàng lên kia. Mã 462 chốt cho chị Hương Trần ạ. Chết rồi, trà sữa của tôi đâu? Ôi chết rồi, đổ rồi. Máy phát không đổ cái gì.
Lấy một cái áo này ra. Tôi phải làm anh ạ, anh còn được zip. Tôi phải zip. Thích cà khịa không? Hai mặt cho em nhá. Sao này hàng của Grab này mọi người, là hai mặt cho em. Bé trai là chị nào có cân nặng? Bé trai là chị nào cân nặng tầm từ 25 đến 28 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người mức giá em này là 160 hai mặt luôn. Chị nào lấy chốt giúp em mã số là 206 cho em này. Trẻ con thì không có người lớn đâu ạ. Ở trên cắt sườn em có ghi rồi mà nhỉ. Tiếp theo này bé gái cho em nhé mọi nhá. Em này 17 trên 20 cân mặc đẹp cho em này. Bé gái màu đen. Lót lỉ bên trong nhá. 206 chốt cho chị Thu Kem. Lót lỉ bên trong cho em. Bé gái cho em này siêu dày dặn cho em. Bé gái này chị nào cái nặng dưới 20 cân mặc đẹp cho em nhá. 17 đến 20 cân. Em này mức giá 200.000, không đẹp cho trả lại luôn. Mã là 463. 200k mã 463 cho em. 200k mã số là 463. Có bé nào 45 cân không chị? Có đấy, 45 cân rồi. Đây. Twin kit size 130 nhé, 22 25 cân của các con này. 22 25 cân của các bé trai mặc đẹp cho em nhé mọi người nhé. 150. Hàng của Twin Kit ạ. Mã số là 129. 150, mã 129 cho em, lót lỉ. Lông vũ siêu nhẹ bé gái cho em này. Con này lông lỗng quá xịn luôn, chất nhẹ tênh luôn ạ. Uniqlo thua xa. Chắc là con này có bị xước một tí ở đây mà. Lông vũ siêu nhẹ á, nó bị xước mất một tí tí thôi. Đấy, tôi đã bảo hàng xịn này. Đây, tem của nó đây này. Ừ. Em này các con có cân nặng tầm từ 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhé. Mã 129 cho chị Nguyễn Thị nhưng mà không bằng lông. Em này lấy mọi người 100.000 nhé. Mã là 492. 100k 492 đây. Để em sao màu vàng các con này. Đấy con bán 200.000 kia lại không mua. Nghĩ nó chán, còn đẹp thì không ngu. Thôi kệ các bà đi. Em này nhá, các chị có con gái có cân nặng 10 tầm 13 đến 16 cân mặc đẹp cho em nhá. 13 đến 16 cân mặc đẹp cho em. Mã 492 chốt cho chị Thu Kem ạ. Em này em lấy mọi người 180 nhá. Mã số là 486, em nói thật đấy. Con màu đen ấy, em bán 200.000 ấy. Chất siêu dày dặn, con cầm về không sướng cho trả lại luôn. Con bán 200.000 nó chắc chắn là phải có vấn đề, bán 200.000. Em này các bé có nặng 17 19 cân nhá, bé gái cho em 17 19 cân bên trong lót toàn bộ này. Em này 160 nhá, mã là 487. 160 mã 487 cho em. Tiếp theo này, xịn quá. Mũ cho em nhá mọi người nhá. Em này hàng hiệu cho em này. Em này bé nhà chị nào size to nhá, 35 40 cân mặc đẹp cho em. Đấy, con màu vàng cũng không chọn. Mã 487 chốt cho chị Trần Hương Nam ạ. Em ơi, chị cứ nhận thử con đấy về xem. Con vàng ấy. Con mà không thích mẹ lạ, mẹ nhìn còn thích chết được ấy. 35 đến 40 cân của các bé mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 200.000, mã số là 525. 200k mã số là 525. Đấy, cái con vàng ấy cũng không chốt. Em ơi. Thôi rồi, em vứt lương hai con này đây cho chị. Hai con cả hai con đấy. Slow motion. Ôi em nói thật đấy, đẹp phái cái luôn. Ôi giời. Có mấy có con mắt mũ này. Mã 525 chốt cho chị Hiền Phạm ạ. Em này là một em pha lông vũ của các bé gái nhá mọi nhá. Nên nó bị mắt mũ. Mắt mũ bán rẻ luôn nhá. Lấy 90 này. Pha lông vũ cho em nhá. Em này bé chị nào có cân nặng tầm từ 24 đến 27 cân mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người 90.000 nhá. Mắt mũ thôi. Mã số em này là 601. 601 cho em. Đây con này mắt mũ tiếp này. Lông vũ. Lông vũ cho em nhá. Lông vũ. Nó bị mắt mũ luôn, bé trai cho em.
Em này các bé có cân nặng tầm từ 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này lên lấy 90 tiếp này, mã số là 587. 90 mã 587 cho em. 90.000 mã 587 cho em. Mã 601 cho đó chị nhím sóc su ạ. Tất cả cho em nhé. Twin kit, em này các bé có cân nặng tầm từ 2 Hà Lạc Khê, Hà Đông. Mã 587 cho là chị bóng bang ạ. Là Lạc Khê các bạn nhé. Em này bé nha, chị nào có cân nặng tầm từ 22 đến 25 cân nhá. 22 đến 25 cân mặc đẹp cho em này. 180, mã số là 482. Con 200.000 thì không mua cho con đi. Đẹp sướng như thế. Em cứ con nào em đi mua hàng cho bé, cứ con nào đắt nhất em mua. Họa tiết Burberry. Hàng C nó lại khác với hàng mới. Hàng mới thì cứ là rẻ mà mua. Ở sale mà, hàng C nó là đắt mà mua. Cầm về là sướng cả tay. Mã 482 cho chị Dung Nguyễn Thị Thùy ạ. Trần nghe này. Đầy đủ. Trần này, em này Trần nhá. Trần màu be cho em, bên trong quả hảo kẻ Burberry. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. 120, mã số là 481. Mango kit. Áo của Mango cho em nhé mọi nhá. Em này các bé có cân nặng tầm 20 đến 23 cân, áo của Mango cho em này. 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Hàng hiệu này mọi người này. Em này mức giá 180 nhá. Chẳng nhẽ lấy 200, mã số là 483. 180 mã 483. Mã 481 cho chị Linh Ngô ạ. Em này một em hàng hiệu cho em này. Em này của Zara nhá mọi người nhá. Size là size 130. Tầm từ 22 đến 24 cân mặc đẹp cho em nhá. Của Zara kit này. 22 đến 24 cân mặc đẹp cho em nhá. 160 này. Mã số em này là 496. 160 mã 496 của Zara kit. Của Zara kit nhá mọi người nhá. 160 mã 496. Mã 483 cho là chị Khang Khái ạ. 15 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 15 cân quay đầu mặc xinh cho em, phao lông vũ các bé nhá. 15 cân quay đầu. 11 đến 15 cân ạ. Em này 200.000, mã là 488, lông vũ. 200k mã 488 cho em. Bé nam cho em này. Sạch đẹp luôn á. Đến 23 cân bé nam cho em nhá. 150, mã số em này là 500. 150, mã số 500 cho em. Mã 488 cho là chị Hoa Ngô ạ. Em này size các bé có cân nặng 14 đến 17 cân mà đẹp cho em nhá. Em này có một vết xước nhẹ đây. Đây, một vết xước nhẹ đây. 14 đến 17 cân mà đẹp cho em nhá. Chất liệu mã 500 cho là chị Thu Kem. Em này nó có một vết xước ở ngực nhá. Em lấy mọi người 120 này, dưới 17 cân nhá. Mã số là 480. Một em phao của Colombia. Siêu xịn luôn. Đây, để gần mọi người xem nha. Đó là trần nhé mọi người nhé. Bên trong của nó cũng một trần một lớp màu xám nữa luôn. Em này size 120, 19 cho đến 22, 23 cân quay đầu. 23 cân quay đầu của các bé trai mặc đẹp cho em nhé mọi người nhé. Em này 160 nhá mọi người nhá. 160. Mã 460 là 490 cho chị Nguyễn Giang. 160 mã là 490 nha. Trần hết này. 160 mã 490. À, bé gái 12 cân khó không ạ? Size nhỏ thì hơi ít nhỉ. Không mọi người, con này còn một con mắt mũ tiếp này. Nó là pha lông vũ rất đẹp luôn nhá. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm 27 đến 30 cân. 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhé. Mã 490 chốt chị Nguyễn Duyên. Em lấy mọi người mức giá 100.000 nhá. Chất xịn xò kinh khủng luôn. Mã số là 593. 100k mã 593 cho em. Chất rất xịn mới nhưng mà nó bị mất mũ. Gile này mọi người này. Gile này các bé cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân nhá. 33 đến 38 cân mặc đẹp này. 150 mã số là 603. Để nam. 150 mã 603 cho em. Ô, tạ tước của chị tước quyền rồi. Mã 593 cho là chị Nguyễn Thúy Hằng. Zara kit cho em nha. Em này các bé có cân nặng 28 đến 30 cân. 28 32 cân mặc đẹp cho em. Zara kit nhé mọi người nhá. 28 đến 32 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người nhá. Em lấy mọi người mức giá này 150, hàng của Zara, mã số là 127. Thật xin một hớp. Lấy lại sức lực cái nào.
Mã 603 chốt cho chị Phan Hằng ạ. Cứ uống gọi em. Nói thật nhá. Mã 127 chốt cho chị Hoài Đặng. Con này này. Đây, con này này. Bỏ 500 nghìn ra mua, còn lâu mới mua được. Em này size 120, size to hơn nhá. Em này nhớ cả tờ, các chị phải 22, 24 cân mới mặc được. Để trai bé gái được mặc đẹp cho em nhá. Nó dòng đi tuyết 22, 24 cân mặc đẹp cho em nhá mọi nhá. 200 nghìn, mã số là 128. 200k, mã 128 nhá. Tiếp theo này, phao lông vú cho em, hàng curly xù. Em này các bé có cân nặng dưới 20 cân nhá. 17-20 cân mặc đẹp cho em, nó là phao lông vũ. 17-20 cân mặc đẹp nhá. Em này 200 nghìn, mã là 469 cho em này. 200k, mã 469, không đẹp con này sao trả lại luôn. Cầm cái chất phao của nó lên nó sướng. Trời ơi, cái con 200 nghìn nó phải khác hơn 150 chứ. Hơn 50 nghìn hàng si nó là cả một vấn đề luôn á. Chị vừa cầm con này à? Cầm hai con luôn, hai con đấy. Để tí nay xong. Tiếp theo một em gió rất xịn luôn này. Con này không xịn cũng cho trả lại hết. Em này bé này chị nào cân nặng 20-24 cân mặc đẹp cho em nhá. Má 469 chốt cho chị Julia. Gió này bên trong nó có lót luôn á. Nó có một lót một lớp rất là ấm luôn này. Dưới 23-24 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 150, mã số là 472. Quá xịn luôn. 150, mã 472 cho em. Bomber. Bomber size 120 ạ. 19-22 cân bomber các bé trai cho em. Bomber này có lông vũ bên trong. 19-22 cân ạ. Mỏng nhưng rất ấm luôn. Em này mức giá của nó 108, mã số là 476 nhá. 108, mã 476. Cái con đỏ cái nữa kìa. Đây mức con đỏ đây cho chị. Trời ơi. Ừ. Không. Tôi mang về mã 472 cho chị Hồng Thủy. Những con đẹp mà các bạn không chốt tôi mang đi tặng hết. Thế là xong. Nhà tôi đầy cháu. Em này à, bé nhà chị nào cân nặng tầm 20-24 cân nhá. 20-24 cân mà đẹp em nói thật đấy. Mang đi tặng cho cháu nó sướng hơn nhiều. 200 nghìn cho 200 nghìn nó không thích. Em này mức giá của nó 160 nhá. Mã là 471. 160k mã 471. Mọi người có thấy thế không? Em này các bé có cân nặng tầm từ 14-17 cân mặc đẹp cho em này. 14-17 cân mặc xinh nha em nhá mọi nhá. Mã 476 cho chị 22 ạ. Em này mức giá 108. Mã là 478. À 479. 108 mã 479 nha em nhé. Lắp hết con đèn ra không ai nữa. Mà em này họa tiết Adidas. À con này là của Adidas luôn, không phải họa tiết đâu mọi người ạ. Của Adidas luôn nhé. Size này các bé có muốn nặng 14-17 cân. Adidas của bé gái 14-17 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người nhé. Adidas này. Mức giá em này là 108 nhé. Mã số là 470. Hàng của Adidas cho em này. 108 mã 470. Mã 479 chốt cho chị Thanh Nhi ạ. Bé gái xuất sinh luôn. Size 110. Bé gái siêu sinh size 110. Chất phao của nó phao lông vũ. Mã 471 chốt cho chị Mai Nguyễn. 17-20 cân mặc đẹp cho em nhá. Con gái này em không lấy thì đúng là phí luôn. Dưới 20 cân nhá. 108 mã là 475. 108 mã 475 cho em. Em còn 4 cân à? Em sợ em xem có còn không nhá. Còn thì em bảo nhá. Con này có lót lồi lỉ bên trong toàn bộ nhá. Cái mũ của nó làm như này này. Em này khả năng giàu như tiết. Như cái này của bé gái mặc xinh nhá. Có chiếc eo cho em này. Hàng hiệu luôn á. Em này các bé xưa tương đương với mã 470 chốt cho chị HD Hà. Em này 19 cho đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. 19-23 cân các bé gái cho em nhá. 160 mã là 474. 106 mã 474 cho em. Tommy 2. Hàng hiệu này. Mã 475 chốt cho chị Cường Anh Hoàng. Tommy 2 cho em. Cái này quá. Tiếp theo này. Em này các bé có cân nặng tầm 17-20 cân mặc đẹp nhá. 17-20 cân mặc đẹp cho em ạ. 170, mã là 476 nhá. 170, mã 476 cho em. San Francisco. Em này là của Levi. Levi này size tầm 33.
35 đến 40 cân nhá. Em này là của Levi cho em này, 35 đến 40 cân, hàng hiệu luôn nhá mọi người nhá. Mã 46 cân, hàng hiệu của Levi nhá mọi người nhá. 170, mã số là 46464. Hàng của Levi cho em nhá, bé trai. Mã 464, hàng của Levi. Mã 464 cho em. Tiếp theo dòng này đi tiếp được nhá mọi người nhá. Phao lông vũ. Em này các con có cân nặng tầm từ 25 đến 28 cân mặc đẹp cho em nhá. Phao lông vũ cho em này. Chất sướng cực. Mã 464 cho chị Phan Hằng ạ. 25 đến 28 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 108. Mã số em này là 465. 108 mã 465. Mà em phao lông vũ của các bé nhá. Bản này không mũ luôn. Bản gốc của nó không mũ luôn mọi người. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân mặc đẹp cho em nhá. 33 đến 38 cân cho em này. 160 nhá mọi người. À 170 cho đi mọi người. 170. Mã 465 chốt cho chị Quy Nguyễn. Dưới 38 cân 170, mã số là 466. Và rosette cho em này. Và rosette này các bé có cân nặng 20 đến 23 cân của bé nam cho em nhá. Trần. 20 đến 23 cân của các bé nam mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. Em này 170, mã là 467. 467 cho em. 170 mã 467 cho em. Mã 166 chốt cho chị Thu Bùi. Chất nhẹ sướng. Arena. Em này các bé có nặng 23 không? Con này phải to hơn này. Em bé có cân nặng tầm từ 27 trên 30 cân mặc đẹp cho em nhé. 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em này. Em này em lấy 160, mã là 545. Mã 467 chốt cho chị Đỗ Minh Thủy. 167 mã 545 cho em này. Mà em di lê này rất đẹp luôn nhưng mà nó bị mất mũ rồi. Di lê của bé trai bị mất mũ nhá. Em lấy 80 cho em này. Bé nghe chị nào cân nặng tầm 30-35 cân mặc đẹp cho em nhá. 80.000, mã số là 544. Di lê của bé trai mất mũ, 544 cho em. 80.000. Mã 545 chốt cho chị Trang Tô ạ. Con paca này quá đẹp luôn. Chất của nó siêu sướng luôn đấy. Mã 544 cho chị Hải Nguyễn. Hàng của pin polo chả là cũng đẹp thế. Paca của bé trai cho em nhé mọi người. Tầm này khoác xinh luôn này. Paca của các bé trai có cân nặng tầm 30 đến 38 cân mặc đẹp. 33 đến 38 cân thôi mọi người. 33 đến 38 cân mặc đẹp cho em nhé. Paca của các bé trai cho em. Bên trong có lót nhé mọi người nhé. Em này mức giá 160 nhá. Mã số em này là 542. Tôi phải lọc hết con đẹp ra tôi để lại. Tôi chỉ bán cho bà 80-90 nghìn thôi cho nhanh. Em này các bé vẫn nặng 30-33 cân của bé nam nhá. 30-33 cân này. Em này 150. Mã số là 543. Mã 542 chốt cho chị Hằng Nguyễn. 150 mã 543 cho em nhá. Con này đẹp quá. Con này thì rất là đẹp và xịn luôn này. Thôi cứ để lại đi. Không có ghi lên người lớn đâu chị ạ. Em này à, dành cho các bé size to nhá. Mã 543 chốt cho chị Hoài Đặng. 38 đến 42 cân của các bé nhá. 38 42 cân bé trai cho em này. Em lấy mọi người mức giá 160, mã là 539. 160k, mã số là 539 cho em. 160 mã 539 cho em. Hand the kit cho em này, size to cho em nhé mọi người nhá. Con này trầm trắm. Nhìn rất là giàu luôn này. Cái gì đây? Đó, trần chám cho em này. Mã 539 chốt chị Hoa Đá. 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em nhé. 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em nhé. Của các bé trai này. Trần chám 160. Mã số em này là 540. Trần cho em này. Vô cùng đẹp trai luôn. Nhẹ và mặc rất sướng luôn. Mã 540 Trần. 540. Tiếp theo. Sao đấy? Uniqlo cho em này mọi người này. Uniqlo lông vũ nhá mọi người nhá. Mã 540 cho chị Nguyễn Dung ạ. 28 cho em 32 cân mặc đẹp Uniqlo lông vũ nhá mọi người nhá. Của bé trai. Em này mức giá của nó 160 nhá. Lông vũ cho em đấy. 160.000, chị nào lấy chốt giúp em mã số là 538. 538 cho em. Con này quá là đẹp đi. Để lại. Lại đi cho.
sự. Tiếp theo này. Mã 538 cho chị Hải Nguyễn ạ. Bên trong lót màu xanh toàn bộ nhá. Em này là phao rất xịn luôn. Em này dành cho các bé có cân nặng tầm từ 30-33 cân nhá. 30-33 cân này, bán 160 thôi. Mã số là 523. Còn 200 nghìn không bán nữa. 533 cho em. Lông vũ siêu nhẹ này. Con này đẹp. Con này đẹp lắm. Bác ca rất đẹp luôn này. Bán cho em ra đi. Bán con số rồi. Em này các bé có nặng 17-19 cân mặc đẹp cho em nhá. Mã 523 cho chị Đỗ Minh Thủy. Em này 160 nhá. Mã số là 494. Thấy thấy con 200 nghìn trả bào chốt thế thôi em không like nữa. Lì vai của bé gái cho em này xinh vãi chưởng luôn. Em này mặc như áo gió luôn ạ. Em này các bé có nặng tầm từ 20-24 cân. Mã 494 cho chị Phạm Liễu ạ. Em này em lấy mọi người mức giá là 150. Mã số này là 495. Vì sao? Không. Em có cái giá của em. Mọi người có biết không? Sỉ họ hỏi rất nhiều luôn. Họ chỉ cần bao đầu đến giặt lá các thứ họ nhặt một phát. Giả ngay như giá lẻ luôn, không có vấn đề gì cả luôn ấy. Nhưng em bảo thôi để like cho các chị đấy. Em này các bé có cân nặng tầm từ từ dư luôn ấy. 345 cho chị Hường Nguyễn Thu ạ. Sỉ họ cũng nhặt phải có 200.000 một con. Bán cho chị 200.000 các chị không chốt thì thả để cho họ nhặt con hơn ấy. Lọc ra cho họ bảo họ còn không đến thì họ bảo mình lọc cho luôn ấy. Em này 22-25 cân mặc đẹp cho em nhá. 22-25 cân mặc đẹp cho em này. Em này 170, mã là 498. Ôi em nói thật mà, sỉ họ sẵn sàng mua với giá đấy luôn, về họ bán được 400 mà, 450 luôn mà. Tiếp theo này. Em này bé có cân nặng tầm 22-25 cân nhá, trần cho em nhá. 22-25 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 160, mã số là 497. 160 mã 497 cho em này. Ôi con này xịn quá này. Lông vũ cho em này. Mã 498 cho chị Thanh Truyền Bùi. Thanh Truyền Bùi ạ. Thôi con này để lại. Lông vũ quá đẹp luôn này. Con này lông vũ của Baby Gap luôn này. Cũng hàng xịn. Em ơi toàn hàng hiệu thôi các bạn. Mã 497 cho chị Nga nhỏ. Em này các bé phao lông vũ các bé cho em này. Em này các bé cái gái chị nào cân nặng 14-17 cân mặc đẹp cho em nhá. 180, mã số là 484 này. Nhà em bán hàng si chị nhá. 180, mã 484 cho em này. Một con này quá xịn luôn này. Ly cáp cho em này. Em này cũng hàng hiệu này. Đây, cái gái dưới này. Mã 484 cho chị Lan Lì ạ. Vivano, hàng của Pierre Paris cho em này. Có size áo nam 50 cân không đâu. Thỉnh thoảng thôi chị ạ. Áo nam 50 cân thỉnh thoảng đó. Vivano, hàng của Paris cho em này. Rất đẹp, mỹ mãn luôn. Em này size của nó size 140 nhá. 27-30 cân bé gái mặc đẹp cho em này. Em này 160 thôi, mã số là 489 này. 160 mã 489 cho em này. Cho chị cái áo đỏ vừa dơ lên. Không cho. Bé gái cho em này, phao lông vũ cho em nhé mọi nhá. Hàng của London cho em này, có đai nhá. Bé gái cho em. Bé gái cho chị áo cân nặng tầm từ 17 cho đến không, 16 đến 18 cân. Mặc con này rất đẹp luôn, 16-18 cân nhá. Con này sẽ phải cạo lông bên trong một chút này. Em này nó phao lông chỉ cho chị Yến Nguyễn ạ. Phao lông vũ siêu nhẹ các con nhé mọi người nhá. Em này size 120, 19 cho đến 22-23 cân cho em nhá. 19 đến 23 cân mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người 160 nhá. Phao lông vũ siêu nhẹ lông ngỗng các mọi người. Mã số em này là 106. 106 cho em này. Con này là di lê lông vũ hai mặt cho em. Di lê lông vũ hai mặt cho em nhá. Rất là dày và ấm luôn. Hàng của Gap Kids cho em nhá. Em này các con có cân nặng tầm 19 đến 23 cân. Mã 406 cho chị Khánh Hưng ạ. 19 đến 23 cân hàng của Gap Kids. Em này em lấy mọi người 106. Mã số em này là 107. 106 mã 107 cho em. Con này size to đây mọi người.
con chị giàu to đùng như này. Nào đâu ra. Má 107 cho chị nhím sóc su ạ. Sóc lì rất đẹp cho em này. Bomber lụa cho em nhá, bên trong có lót lông cho em này. Bé chị Đào cân nặng tầm 20 đến 24 cân, mặc đẹp cho em nhá. Em này 160, mã số 66 này. Bán hàng 160 quay đầu. 22 đến 25 cân cho em nhá, có lót lỉ bên trong. Có mũ đàng hoàng nhá. 22 đến 25 cân mặc đẹp cho em nhá, vừa là phao vừa là gió được luôn. Em này em lấy mọi người mức giá 170.000 nhá. Chị Đào lấy chốt cho em mã là 526. 170, mã là 526 cho em nhé. Hunter Kid rất xịn luôn này, trần cho em nhé. Hunter Kid siêu xịn luôn. Đẹp vãi nhái các bà ơi. Mã 526 cho chị Thủy Nguyễn ạ. 19 cho đến 20 cân mặc đẹp cho em nhé. 160, mã số là 65. Mọi người chốt vào này đi. Em phao lông vũ rất đẹp luôn này. Còn khi nào đến cuối like ấy, còn chị nào mà thích mua hàng đẹp thì để cuối like cho em. Con này cũng là lông vũ siêu xịn nha. Con này còn đai nhá mọi người nhá, bé gái đây. Ui, hàng của Millet đây. Mang 465 cho chị Như Huỳnh ạ. Phao lông vũ của bé gái cho em nhá. Xinh vãi trưởng luôn. Di lê lông vũ cho em này. Con này di lê lông vũ siêu nhẹ luôn nhá. 33 đến 38 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 150 thôi. Mã số là 109. 150 mã 109 cho em nhá. Chất phao gọi là đẹp mỹ mãn luôn. Hunter Kid size 130. Chất phao không dày dặn, không đẹp, không lấy tiền luôn. Nó trần rất đẹp luôn. Nhưng con này mỗi tội là mất mũ thôi mọi người. Em lấy mọi người 100.000 nhá. 22 đến 25 cân mặc đẹp cho em nhá. 22 25 cân ạ, 100.000 mã 108. Mã 109 cho chị Phan hàng ạ. Em ơi size tớ bé trai đi, size tớ là size nào ấy chị? Size to à? Size to bé trai đi à? Ok. Em này trần này. Ok, sẽ đem size to. Nhưng mà chứ chẳng biết là size to chị nào. Chị nào cần mua hàng đẹp để cuối like ấy. Đầu này. Mã 108 cho chị Nguyễn Hồng Anh ạ. Con này là alpaca của các bé nhá. Alpaca của các con trai. Đẹp lắm. Alpaca nhá mọi nhá. Con này nó bị đằng sau nó bị chắc mất kìa. Cái này nó phao trần nhá, bên trong có lót bông cho em này. Các bé có cân nặng tầm 10, 15 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. 150, mã 104. 150, mã 104 cho em này. Mấy em di lê phao này chắc là của người lớn rồi. Các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Di lê phao màu hồng người lớn nhá. 53 57 cân này, 150, mã số là 564. 150 mã 564 cho em. Áo gió của các bạn nhé. Áo gió này hàng của Tiffany rất đẹp luôn, chất gió mỏng nhẹ. Mặc lên dễ dùng, có chung gập gọn vào rất đẹp luôn. Em này các bé có cân nặng các bé có cân nặng tầm từ 25 đến 28 cân nhé. Gió của các bé gái cho em này, dưới 28 cân là mã 564 cho chị Khánh Hưng ạ. Em bán 100.000, mã số em này là 583. 100.000 mã 583 cho em. Con này Uniqlo size 140. Nó là lông vũ nhá. Mã 104 cho chị Nga Phạm ạ. Trần cho em nhé mọi nhá. Trần này các bé có cân nặng tầm từ 30 đến 33 cân mặc đẹp cho em nhé, bé gái. 3583 cho chị Huệ Đào ạ. 30 đến 33 cân mặc đẹp cho em nhé. Chỗ này nó có cái khuy này. 30 đến 33 cân mặc xinh cho em nhé. Em này mức giá 150, mã là 581. Lông ngỗng của người lớn rất đẹp luôn này. Size 120 bé gái cho em nhé. Size 120 bé gái, 19 đến 22 cân mặc đẹp nhá, 150, mã là 579.
150 mã 579. Mã 581 cho chị Ruzi Nguyễn ạ. Đẹp phải trưởng là lông vũ đây, mũ lông này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 25 trên 28 cân mặc đẹp nhá, lông vũ cho em này. 25 đến 28 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em lấy 200.000, mã số là 577. Bé gái dưới 28 cân, mã số là 577 cho em. Em phải đợi lúc nào mà mọi người bảo mọi người thích mua hàng đắt thì em mới lên không thôi. Mã 579 cho chị Quý Nguyễn ạ. Em này như là áo gió nhé. Con này bẩn hơi bẩn nhẹ chứ ngược ở chỗ này này. Mọi người về giặt là sạch này. Em lấy mọi người 100.000 nhé. Mọi người về giặt giúp em nhé. Có một chấm ở đấy thôi. Bé này chị nào cân nặng tầm từ 27-30 cân. 27-30 cân. Mã 577 cho chị Toan Vũ Thị ạ. 27-30 cân mặc đẹp cho em nhé. Có hơi bẩn nhẹ trước ngực. Ôi con này không đến 27-30 cân đâu. Em đi mọi người nhé. Em này các bé chỉ size nhỏ thôi. Em này chỉ 22-25 cân. 22-25 cân mặc đẹp cho em nhé. Em lấy 100.000, mã số là 576 nhé. Em này các bé có cân nặng 28-32 cân của các bé gái nhé. Lông vũ cho em này. 28-32 cân của các bé gái nhé. Lông vũ cho em nhé. Cái họa tiết của nó là trầm, nó là hoa nhé. Rất là đẹp luôn. Mã 576 cho chị Như Huỳnh ạ. 108, mã là 571. Hai mươi hai đến 26 cân mà đẹp cho em này. Thôi con này cũng một dòng siêu phẩm luôn rồi tôi. 22-26 cân mặc đẹp cho em nhá. Nó là lông vũ cho em này. Hàng hiệu luôn đấy. Vũ đây này. Con này có một chấm bẩn nhẹ đây. Nó là chấm mực nhá mọi nhá. Mã 571 cho chị Hoa Vi ạ. Có một chấm mực nhá. Em lấy mọi người 150. 150 nhá mọi nhá. Mã là 575. Mọi người thấy em lạnh lùng không? Không đẹp, không lấy tiền con này luôn. 23-26 cân của bé gái cho em nhé. 23-26 cân này. 150, mã là 569. 150, mã 569 kê. Mã 575 cho chị Huệ Đào ạ. Một em phao béo của các bé chị gái. Chị Huệ Đào có địa chỉ để chốt tiếp. Em này một em phao béo của Zara. Phao béo của Zara cho em nhé. Các bé có cân nặng tầm từ 33-38 cân. Phao béo của Zara nhé. 30-38 cân. Em lấy mọi người mức giá là 160 của Zara. Mã là 568. 568. Nặng nùng gơ luôn. Zara tiết này mọi người này. Zara của bé gái cho em nhé mọi người nhá. Con này người lớn có thể vui vào được đấy mọi người. Mã 569 cho chị Hường Nguyễn Thu ạ. Em này bé chị nào có nặng 40-45 cân hàng của Zara cho em nhé. 40-45 cân bé gái. Mã 568 cho chị Duyên Nguyễn ạ. 170, mã là 567. 170, mã 567 cho em. Zara gân. Size nhỏ cho em nhé mọi nhá. Em này các bé 14-17 cân mặc đẹp cho em này. 14-17 cân mặc xinh cho em nhé. Bên trong nó có lót lỉ cho em. Lót lông này. 14-17 cân mặc đẹp cho em nhé. 160, mã là 138. Cái con này đẹp quá này. Mã 567 cho chị Thủy Nguyễn ạ. Lông vũ siêu đẹp luôn này. Con này mỏng nhẹ như là gió nhá. Chất nó trần rất sướng luôn. Em này các con có cân nặng 19-22 cân bé gái nhá. Hoa. Mã 138 cho chị Hồng Thố Phỏng ạ. 100.000, mã số là 139. 100k mã 139 cho em này. Ôi con này dày đấy. Biết ngay nè, em này của Zara Girl nhá mọi người nhá. Rất đẹp lắm. Zara Girl cho em này. Em này các bé size tầm 120 nhá, 19-22 cân Zara Girl. Gió của nó giống như kiểu bắc ca của các bé ấy. Bên trong có trần nhẹ nhẹ, rất là đẹp luôn. Mã 139 cho chị Như Huỳnh ạ. Em này size 19-22 cân nhá, 170, mã là 115 của Zara Girl. 170 mã 115 của Zara Girl cho em. Em này các bé có nặng 19-22 cân nhá, nó là trần rất đẹp luôn này. Hoa nhí của các con 19-22 cân. Em lấy mọi người mức giá em này là 160 nhá. Mã là 141. 160 mã 141. Bang bang cho em này. Con này là phao lông vũ bang bang cho em nhá. Xịn thế. Mã
Tăng Bang và Bororororen này cùng chủng luôn. Mặt hai mặt luôn mọi người ạ. Mã 115 cho chị Đàm Hà Liên ạ. Em này bé nhất thì nó có size của em này là size tầm 110 mọi người ạ. 17 19 cân nhá. 17 19 cân. Mã 141 cho chị Hương Thân ạ. 17 19 cân nhá, 180, mã là 140. 180 mã 140 nha. Con 40 cân. Con 40 cân chị. Em này 8 cho đến 10 cân này mọi người này. Nhẹ và xinh lắm nhá. Bên trong lót toàn bộ luôn, 8 đến 10 cân cho em. Dưới 10 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy 120, mã số là 118, xinh cực. 120, mã 118 cho em. Lên áo phao bé trai đi ạ. Vâng ạ, em đang lên đây chưa? Mã 140 cho chị Thanh Dịu ạ. Con này là trần nhẹ nhẹ nhá. Em này 14 17 cân mặc đẹp cho em này. Lót bên trong nhá. 14 17 cân cho em nhá. 140, mã số là 117. Lông vũ cho xem này. Chị Thanh Dịu inbox địa chỉ đi ạ. Ui này đẹp thế này. Mã 118 cho chị Huyền Hư Hỏng ạ. Chất trần bên trong toàn bộ luôn nhá. 14 17 cân mặc đẹp cho em bé trai nhá. Hàng đắt cuối like chị nhá. 14 17 cân cho em này. Các bà có chốt đâu mà tôi like. Mã 117 cho chị Khánh Hưng ạ. Em ơi ra sức tư vấn cho các bà là con này đẹp đấy, giá chỉ 200.000 thôi mà không chốt. Rồi. 14 17 cân nhá. Em này em lấy mọi người 170 nhá. Mã số em này là 121. Em nói thật mọi người tâm huyết như thế là cùng luôn. Cảm giác bị thất vọng ấy. Không phải là mọi người thử nữa, em chặt chém thì mọi người thêm 2 30 làm gì, chỉ là nó đẹp thôi. Bảo mọi người không tin thôi. Chặt là phải chặt 100, chặt gì 2 30. 160 200 thì thấm vào đâu. Anh nghĩ con đấy em phải bán ví dụ 300 nghìn chẳng hạn thì nó sẽ khác. Đấy con này. Không phải đâu, bởi vì sao? Bởi vì cảm giác mình tư vấn cho các bạn nhưng các bạn không tin mình ý. Nên là buồn lắm. Tiếp theo là em này bé gái rất xinh luôn. Em này hàng 13, 16 cân cho em nhá. Mỏng mỏng nhẹ nhẹ tầm này mặc được luôn này. 13, 16 cân nhá, màu hồng xinh lắm. Hình sao em này mức giá 150, mã số là 112. Không vừa. Nào, mình có chuyện không vừa. Mã 121 cho chị Thanh Nhi ạ. Bao nhiêu size? Thật nhiều size chứ không phải một size đâu. Chỉ là mọi người không tin thôi. Size 100, 14, 17 cân nhá. Nó đổi màu từ trên xuống dưới này. 14, 17 cân nhá. Em này mức giá của nó 150, mã 123. Bán hàng 150, quay đầu cho dễ. Hàng đẹp dễ bán không mà. Em này cũng 14 17 cân bé gái cho em nhá. Phần thân của nó lót lông hết này mọi người này. Phần thân lót lông hết cho em. Xinh lắm, 14 17 cân của bé gái cho em nhá. 160, mã số em này là 113. Xinh lắm. Con này dưới 16 cân, 17 cân quay đầu là mắc luôn đấy. 16 cân quay đầu là đẹp. Đừng sao cho em nhá. Em mã 123 cho chị Ngô Thùy Dung ạ. 150 mã 112. Con chi lê này dày dặn và chắc chắn kinh khủng luôn. Dày dày và chắc kinh khủng luôn các bạn ơi. Đẹp vãi nhái luôn. 17 19 cân nhá mọi người nhá. 17 19 cân cho em này. 150 mã là 132. 150 mã 132 cho em. 321 để tí nữa em xin. Có áo gió không bạn? Thỉnh thoảng lẫn một con thôi mọi người. Bởi vì là nó là áo phao ấy. Mã 132 cho chị Lê Thúy ạ. Bên lì chưa này. Con này mất một cái cúc ở đây. Em sẽ bổ sung cúc cho mọi người nhé. Bé trai này. Con này ra dòng áo gió này. Em này bé cho chị áo cân nặng tầm 14 đến 17 cân nhá. Em lấy mọi người 100 nghìn này. Mã số là 1134. 34 cho em. Em này các bé có cân nặng tầm 19 đến 22 cân nhá. Di lê bé gái bé trai. Mã 134 cho chị Ngô Thùy Dung ạ. 140 nhá, mã 133. 140 mã 133 cho em. Đã chưa? Di lê này các bé có cân nặng 19 đến 22 23 cân nhá. Em này 150 mã 105. 150 mã 105 cho em.
LB cho em này, gió hàng hiệu cho em nhé. Mã 133 cho chị Hà Hải ạ. Mời em hàng hiệu luôn này, bên trong lót toàn bộ nhá, em bé gái xinh lắm. Đấy là chị áo cân nặng tầm 20. Mã 105 cho chị Vân Đô. 20-24 cân nhá mọi nhá. Em lấy mọi người mức giá. Em này là 140, chị lấy chốt giúp em mã số 5. Áo pha 32 cân cho chị. Vẫn còn nhiều lắm. Chị em không thích like nữa. Tự nhiên không thích like nữa ý. Sang 110 các bé này. Không phải đâu, bởi vì là bán đồ trẻ con này á, nó nhất lắm. Tất cả bán đồ người lớn thì mày ok, bán đồ trẻ con này á, vừa nhập hàng vừa đắt vừa khó nhập luôn ấy. Đây, mã số 5 cho chị Hường Nguyễn Thu. 20-23 cân mặc đẹp cho em đi lên, trẻ con tôi toàn bán hộ các bà. 20-23 cân cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá mức giá này 160 nhá. Mã số em này là 491. Còn mang tiền của nhà đi chia thôi. 160 mã 491 cho em. Làm gì có chuyện vừa rẻ vừa đẹp. Mà lại không, mà chủ lại vẫn lãi nhiều lấy ông ra. Đây, đây là like. Đây là like. 14 đến 17 cân. Mũ lông thật cho em nhé. Ngay lên hàng đắt tiền đây. 14 đến 17 cân nhá, chất phao của nó phao lông vũ cho em nhé mọi nhá. Mức giá của em này là 200, mã số em này là 114 nhá. 200k mã 114 cho em. 200.000 mã 114 cho em này. Phao lông vũ nhá, vừa nhẹ vừa ấm luôn. 200k mã 114 cho em. Tiếp theo mà em phao lông vũ tiếp. Màu đỏ rất xinh. Em này các bé có nặng 12 15 cân mặc đẹp cho em nhá. 12 15 cân, chất phao của nó phao lông vũ nhá. 200.000 mã là 122. 200k mã 122 cho em. Mã 114 cho chị Nguyễn Giang ạ. 200k mã 122. Phao lông vũ màu xanh của các bé nhé. Em này các bé có nặng 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhé. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhá. 14 đến 17 cân này. Em này mức giá của nó là 200.000. Mã 122 cho chị Út Em ạ. Mã số là 137. 200k mã 137 cho em. Bé gái lông vũ rất xinh luôn. Em này bé này có cân nặng tầm 23-26 cân mặc đẹp cho em nhé. 23-26 cân. Mã 137 cho chị Lê Thu Tươi ạ. 23-26 cân mặc đẹp cho em nhé. Em lấy mọi người mức giá này là 200.000. Mã số là 578. Chất lông vũ rất đẹp luôn. 200k mã 578 cho em. Mời em di lê lông vũ siêu nhẹ cho em nhé. Em này là lông chim thật rồi này. Em này các bé có cân, các chị có cân nặng tầm 55-60 cân nhá. Di lê lông mã 578 cho chị Hoa Tương. Em này mức giá 250 người lớn nhá. Mã là 580. 580 cho em. 580. Em này size 120 bé gái cho em nhá. Pha lông vũ. Mũ của nó lông thật cho em nhá. Mã 580 cho chị Huệ Phan ạ. Chất đẹp lắm, lông vũ nhẹ, tênh luôn. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 19 cho đến 23 cân nhá. 200.000 mã là 131. 200k mã 131 cho em. Màu dài cho em. Con này mà bán 200.000. Trời ơi, đó là lông vũ cho em nhá. Có cân nặng tầm từ 38-42 cân mặc đẹp cho em nhá. Bé trai 200.000 mã là 528. 200k mã là 528 cho em. Mã 131 cho chị Thủy Nguyễn ạ. Ly cát cho em này, không đẹp, không lấy tiền luôn á. Ly cát di lê nhá. Thủy Nguyễn thích mới cho chắc em nhá. Em này các bé có cân nặng tầm từ 28 cho đến 32 cân mà mẹ cho em nhá. Mã 528 cho chị Lê Thu Tươi ạ. 32 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 170. 170, mã số là 101. 170, mã 101 cho em. Baby Gap của các bé nhé. Bên trong của lót sẵn này. Baby Gap của các con cho em nhé. Em này các bé có nặng 12-15 cân. 12-15 cân mặc đẹp cho em nhé. Mức giá của em này là 180. Baby Gap, chị lấy cho du em mã số 5. Mã 101 cho chị Loan Nguyễn ạ. Hàng của Millet nhé mọi nhé. Em này nó vừa là gió vừa là phao được luôn. Chị Loan Nguyễn vừa là gió vừa là phao được luôn nhé mọi nhé.
Em này các con có cân nặng tầm từ 25 cho đến 28 cân mặc đẹp cho em nhé. Mức giá của em này 180, mã số em này là 520. 180 520. Mã số 5 cho. Mã số 5 cho chị Lan Anh ạ. Chào khách mới chủ động inbox luôn thông tin đấy nhá. Em nhắc một lần. Mã 520 cho chị Hiếu Vũ. Lâu Vũ nhá, 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em này. 14 17 cân mặc đẹp của bé gái cho em nhá. Cái dây này là cái dây để anh giặt lá ấy, bọc vào để phân loại hàng ấy. Cái này 14 17 cân mặc đẹp cho em nhá, không đẹp không lấy tiền luôn ấy. 180, mã số là 485. 180 mã 485 cho em. Chất lông cũng sờ sướng luôn. Em này các bé có cân nặng 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Đó là Pakka của các bé trai. 20 đến 23 cân của các bé cho em nhá. 200.000, mã số là 521. Mã 485 cho chị Huyền Hương Hỏng ạ. Di lê lông vũ, à em này là lông vũ siêu nhẹ nhá mọi nhá. Lông vũ siêu nhẹ cho em này. Nát của nó nằm ở trong này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 30-33 cân mặc đẹp cho em nhé bé gái. 30-33 cân mặc đẹp cho em bé gái nhá. Lông vũ siêu nhẹ. Em này mức giá của nó là 200 nhá. Chất nhẹ tênh luôn, không bay lông. Mã 521 cho chị Xíu Xinh ạ. 522 cho em. Size 140 nhá mọi nhá. Em này các con có cân nặng 27-30 cân các bé trai cho em này. 27-30 cân bé trai cho em nhá. 180, mã số em này là 524. 180k, mã 524 cho em. Mã 522 cho chị Nguyễn Dung ạ. Em này nó là lông vũ cho em nhé mọi nhá. Bác ca của các con là sao của các bé trai nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Em này các bé size to cho em. 28-30 cân. Mã 524 cho chị Thanh Ngân ạ. Em này các bé có cân nặng dưới tầm 25 cho đến 28 cân mặc đẹp cho em nhé. Bé trai lông vũ 25-28 cân nhé. 200.000, mã số em này là 5541. 200k, mã 541 cho em. Mã 541 cho chị Hằng Nguyễn ạ. Em này các bé có nặng 22 cho đến 25 cân mặc đẹp cho em nhé. 22-25 cân ạ. 200.000, mã số là 128. 200k, mã 128 cho em. Đây này, con này mọi người lấy đi này. Chất dày đẹp vô cùng luôn. Bên trong lót toàn bộ là chất lót toàn bộ lỉ nhé mọi nhá. Siêu dày dặn và sạch. Đẹp, độ phao mới như 100% luôn. Mã 12. Cúc mạ đồng cho em nhé. Em này bé nhà chị nào? Sai các bé có cân nặng tầm 18-20 cân. Mã 128 cho chị Phương Thúy ạ. 18-20 cân nhé. 200.000, mã số là 463. 200k, mã 463. Phương Thúy đâu không tin ạ. Đây là con màu vàng này, hàng của Frank này, hàng của Pháp này. Mã 463 cho chị Hương Thân ạ. Em này các bé 17-19 cân mặc đẹp cho em nhé. 17-19 cân hàng của Pháp cho em này. Em này mức giá của nó là 200 nhé. Mã số 180. Mã số em này là 486 ấy. 180, mã 486 cho em này. Con này là dòng đi tuyết nhá mọi người nhá. Em này là dòng đi tuyết cho em này. Em này các bé có nặng 23-26 cân mặc đẹp cho em nhá. 23-26 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. Em này mức giá của nó là 170, mã số 70. Mã 486 cho chị Trần Lan ạ. 170k, mã số 70 nha. Mã 70 cho chị Tiêu Bích Tiêu.
di lê của các bé gái nhé mọi nhá. Di lê bé gái cho em này, 35-40 cân mặc đẹp cho em nhá. 35-40 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhá. Em này em lấy mọi người 140, mã số em này là 546. 140, mã 546, mặc hai mặt ok luôn ạ. Con này lông vũ rất đẹp luôn này. Ủa, đúng rồi, lông vũ rất đẹp luôn, nhưng con này bị mất mũ này. Đen dáng dài cho em nhé. Lông vũ cho em này. Con này bị mất mũ. Tiếc quá. 22-25 cân mặc đẹp cho em nhé. Mùa em dáng dài nhưng bị mất mũ rồi. 22-25 cân. Chất phao dày dày dặn và xịn lắm nhé. Mọi người mẹ nào mà đi theo chất lượng thì lấy con này. Em này 22-25 cân mặc đẹp cho em nhé. Em lấy mọi người mức giá em này là 130.000 nhé. Mã là 553. 130, mã 553 cho em. 130k, mã số là 553 cho em. 130, mã 553. Mấy em đi lê có các con. Mã 553 cho chị Hồng Thủy ạ. Em này bé nha, chị nào bé trai nhá, cân nặng tầm 18-20 cân. 140 nhá mọi người nhá. 140.000, chị nào lấy chốt giúp em mã số 1. Chốt giúp em mã số 1. Zile tiếp là người twin kit nhé. Zile của các bé có cân nặng tầm từ 30-33 cân mặc đẹp cho em nhé. Trong một lót này 30-33 cân mặc đẹp cho em nhé mọi nhé. Em này 140, mã số là 135. Đẹp quá mà mất mũ rồi các bà này. Rồi bán được tặng cho các bà luôn này. Curly xù size 120 nhé. Con này đẹp mà mất mũ rồi. Mã 135 cho chị xíu xinh ạ. Lông vũ cho em nhá. Nó bị mất mũ rồi, bé gái nhá. Chị nào có con gái có cân nặng tầm từ 22-24 cân mà đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 90.000. Mã là 559 cho em nhá. Đẹp lắm nhưng mà bị mất mũ rồi. 90.000 mã 559 nhá. Ấm. Như con này cũng giống như con đấy nhưng mà nó có mũ rất là đẹp. Có mũ rất là xinh luôn. Có đai luôn nhé mọi người nhé. Áo này, cho nên mọi người đây là cái tay của nó. Mã 559 cho chị Nguyễn Dung ạ. Em này à, cái này size 150, 30-35 cân nhé mọi nhá, bé gái cho em. 30-35 cân nhé mọi nhá. Chất phao khá là dày dặn, mặc chất phao này sướng lắm mọi người. Bên trong lót có họa tiết luôn nhá, 150, mã số là 558. 150 mã 558 cho em này. Uniqlo size 130. Uniqlo size 130 các con nhá. Em này các bé có cân nặng tầm 22-25 cân cho em này. Em này 150 nhá, hàng của Uniqlo, mã số là 557. Hàng của Uniqlo nhé, mã là 557 cho em. Tiếp tục mọi người ơi, size này các bé 30-35 cân mặc đẹp cho em này. Dòng này các bé tiếp. Mã 558 cho chị Nam Thắng Long Tu ạ. Em này 30-35 cân mọi người nhé, 30-35 cân mặc đẹp cho em này. 30-35 cân nhé. Em này em lấy mọi người, con này thực ra là 38 cân quay đầu vẫn mặc được luôn. 38 cân quay đầu vẫn mặc đẹp luôn nhé. Màu hồng của các bé nhé. Em này em lấy 150, mã là 555. 150 mã 555 cho em. Bé gái tiếp này. Có mũ màu hồng cho em nhé. Con gái nó hay ra màu hồng xinh nhá. Em này các bé có cân nặng tầm từ 28-32 cân. 3557 cho chị Mai Trang Nguyễn ạ. 28-32 cân nhé. Em này mức giá của nó là 150, mã số là 554. 150 mã 554 cho em. Gile của Polingham. Bé trai nhá. Bên trong của nó là kẻ. Em lấy mọi người lốt 100.000. 100.000 đi áo người. Nó to mà. Mấy bọn bé nó to mà. Cái đấy là size tầm đánh mắc ở đấy nó chỉ có ghi là size 130 thôi. Em này là các bé có cân nặng xem sao nhỉ. Tự nhiên im lặng ấy. Em này các bé có cân nặng tầm từ 35-40 cân nhá. 120 mã là 574. Mã 554 cho chị Hoa Ly Nguyễn ạ. 120 mã 574 di lê tiếp này, di lê của người lớn cho em.
di lê này của người lớn cho em nhá. Chị nào cân nặng tầm 45,52 cân mặc đẹp nhá. 150, mã số em này là 573, di lê người lớn nhá. 150, mã 573 cho em. Con này thì mắc đẹp luôn, mất mũ này, lông vũ cho em nhá. Mắc đánh xem 1,20. Mã 574 cho chị Ngô Thảo ạ. Bé nam mà chị nào có thể mặc được thì ok luôn. Bản này mất mũ rồi, lông vũ cho em nhá. Bé này chị nào cân nặng tầm từ 22 cho đến 25 cân. 22-25 mọi người nhìn to vậy thôi, cái vai của bé đến đây thôi này. À, vai của mình em có thấy chị Nguyễn Giang ạ, mà không vào vừa đâu, nhìn vậy thôi mà không vừa đâu. Mọi người cứ cân thử xem, cái vai của mình dài gấp đôi hoặc gấp rưỡi nó luôn. Em này các bé có nặng 22-24 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 100.000 nhá, lông vũ, mặt bản này mất mũ rồi, mã số là 572. Em này đẹp. Em này mấy con mất mũ gần nhau, con này bán rẻ lốt, kilo kit trần tráng của bé gái nhá. Con này mất mũ cho em này. Mã 572 cho chị nghe. Hoài Thanh ạ. Bé gái chị nào cân nặng tầm từ 30-33 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá là 70.000. Con này gió mất mũ, mã số là 562. Ôi xịn quá bà ơi. Em này nó bên ngoài của nó paca nhá, bên trong của nó có trần, bên trong có trần hết này mọi người này. Size này các bé size mắc đánh size 140. Size to hơn 140 một chút. Mã 562 cho chị Huệ Phan ạ. Mấy giờ rồi bố? 10:40. Ui, hôm nay muộn à. Em này các bé có cân nặng thôi em bán. Phan cho chắc chắn đấy nha. Em sẽ bán rẻ một vài con nữa xong em nghỉ nhá, muộn lắm rồi. Em này bé chị nào có cân nặng tầm 30-35 cân nhá. Em lấy mọi người 100.000, mã số là 561. À 563. Sorry mọi người. Mã 563 cho em. Em có thấy chị Ốc Oanh ạ. Em này đẹp thế mà mất mũ này. Siêu đẹp mất mũ nhá. Đó là lông vũ. Mất mũ rồi. Em này các bé có cân nặng tầm từ 23-26 cân bé gái nhá. Mất mũ em lấy 90.000 thôi. Mã là 560. Lông vũ đấy ạ. 90k, mã là 560 cho em. 90.000 mã 560. Mã 563 cho chị Nam Thắng Auto ạ. Em này bé nha chị nào, có cân nặng tầm từ 16 đến 18 cân nhé. 16 18 cân thêm 100.000 lốt này, mã 116 nhé. 100k mã 116 cho em này. Bé gái rất xinh luôn. Lên phao nam to. Em ý mã 560 cho chị Hoa Ly Nguyễn ạ. Em sợ không còn phao nam to, để em tìm nhé mọi người nha. Em này Blue Dog xịn vách chuột luôn. Size này 14 đến 17 cân nhé, bên trong lót hết này. 14 17 cân nhé, và có khuy sừng đây này, mọi người đóng khuy sừng vào đây. Sừng nó hùng quá. 150. Mã số em này là 111 này. Em này rất là xịn luôn này, mát của nó đây này. Em này bé như chị nào có cân nặng tầm từ em này 19 đến 21 cân nhá. Em lấy mọi người 90.000, chị lấy cho giúp em. Mã 146 cho chị Hà Thị Tuyên. 90.000 mã số 2. Mấy cái này bán lốt này. Di lê cho em này. Di lê này 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá, của bé gái. 14 17 cân nhá. Em lấy 90.000 lốt này, mã 119 này. Con cuối. 90k mã 119 đây. Mã số 2 cho chị Ngân Béo ạ. Cái này bé size 160 cho em. Bé gái nhá mọi nhá. Bé gái nhà chị nào cân nặng tầm 35-40 cân mặc đẹp cả. 35-40 cân mặc nó căng ra. Chỗ này có chun này. Em này em lấy mọi người 120 nhá. Mã là 551. Cứ like, may thì đủ. Tôi có được nghỉ đâu. Em hôm nào like số lên trẻ con là cứ gọi là vật vã cả ngày luôn. Mã 119 cho chị Nguyễn Phường ạ. Bên trong có lót cho em nhá. Bán rẻ vài con này. Em này các bé có cân nặng 19-22 cân cho em nhé. Em này em lấy mọi người mức giá là 90.000 mã 130. Mã 551 cho chị Quý Nguyễn ạ. Em này các bé có cân nặng tầm từ 40-45 cân mặc đẹp nhé. Nó mic phao ấy. Dạ tuyết mic cái phao 40-45 cân các con nhé mọi người nhé. Chị lớn nào mặc size XS cũng được. Em này em lấy mọi người 100.000 nhé. Mã là 562. Dạ tuyết mic cái phao. Ôi, con gió này cứ gọi là mỹ mãn luôn này các bà ơi. Hàng của London nhá mọi người nhá. Bên trong của lót lỉ.
Em sợ mai sau em về già em kiểu như nói hết đời người ta chỉ được nói bao nhiêu chữ ấy, em nói hết rồi, thế nên là thế sao mà em có vấn đề về họng chắc cũng đổi lại tiền không kịp quá. Hiểu sớm thì đây này, con này xinh lắm. London Fog nhé mọi người nhé, hàng hiệu luôn này. Nhưng mà con nhà giàu khác thì xinh nhất. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 17-19 cân mặc đẹp cho em nhé, 100.000, mã số là 216. Đúng là nhà giàu thật, đẹp cực, 216 nha. À chán đi. Tiếp theo, của em này là của Baby Gap. Bên trong có lót nhé mọi người nhé. Mình sẽ hiểu là nó nghiệp vật lúc bé già. Em này các bé có cân nặng tầm 17 đến 216 cho chị Ngô Mi Quyền ạ. Em này các bé có cân nặng tầm 17 đến 20 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 100.000 mã 124 này. Nghiệp vật lúc về già. À có con một cân màu trắng trắng rồi, lấy chỗ này. Đấy, con màu đỏ bên dưới lại con màu hồng. 3 4 con đấy gần nhau luôn. 4 con đấy. Lấy xuống. Đấy. Đấy. Đây, mấy con lúc đầu các bà ông chốt này, mấy con đẹp đẹp. Em này các bé có cân nặng tầm 22-24 cân này. Mũ mã đầy đủ nhá. 22-24 cân mặc đẹp cho em. 124 cho là chị Phương. 180 mã số 84. Dưới 24 cân mặc đẹp mã số 84 cho em. Chị Phương Quý bao nhiêu thông tin để chú tiêu ạ? Đông Vũ cho em nhá. Cái này có mũ bỏ lọc có cái kính ở đây này. Đông Vũ cho em. Bang bang. Bé cái chị nào có cân nặng tầm từ 28 đến 32 cân. 384 cho chị Hoài Thanh ạ. 28 đến 32 cân nhá. Em mức giá lên 180 nhá, lông vũ. Mã số em này 82. Con này đẹp. Con này giống con của chị 5 thằng Octu đấy. Cũng là lông vũ đấy, hàng MLB, hàng hiệu đấy. Nhưng mà con này là con của chị có chị có Mai Trang lông. Còn con này không có mũ lông. Em này các bé có cân nặng tầm từ maximum là 40 cân quay đầu, không phải 33-38 cân là mặc đẹp cho em. 40 cân quay đầu cho em nhá. Đây này mọi người nhìn này. Nhìn này thôi, những cái vai nó ngắn lắm. Nên chỉ có con thôi. Em này em lấy mọi người mức giá 382 cho chị Hà Thảo Lâm ạ. Mức giá 200.000 nhá. Mã là 556 cho em này. Dưới maximum là 40 cân, không phải 38 cân quay đầu là mặc đẹp. Có một con phao của Nike. Nike của bé gái. Hàng hiệu luôn nhá. Nike của bé gái cho em này. Hàng xịn luôn. Nhìn mặc lên thấy sang chảnh luôn. Em này các con có cân nặng tầm từ 14 đến 17 cân mặc đẹp nhá. Hàng của Nike cho em này. Em lấy mọi người mức giá em này 120. Mã là 166 cho em này. Hàng Nike xịn đấy. 120 mã 166. 120.000 mã 166. Mã 556 cho chị Thảo Nguyễn ạ. Blue Duck. Mã 166 cho chị Hương Thân ạ. 14-17 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 100.000. Mã số em này là 130. 100.000 mã 130 cho em. Con Gile này xinh mét trường luôn này. Ở dưới con nó bèo luôn này. Gile này là các bé có cân nặng tầm size 11-14 cân nhá. Mã 130 cho chị Hào Phố Phẩm 11-14 cân nhá. Em này mức giá của nó là 100.000 mã số 96. 100k mã 96 cho em. Ui. Em có thấy chị Lê Huyền ạ. Rất nhiều con ở đây em. Con này xinh cho em này. Dây thơ buộc luôn. Trắng xinh xinh. Mã 96 cho chị Nhím Sóc Su ạ. 100.000 nhá. Dưới 15 cân mặc đẹp mã số 91. 100.000 mã số 91. Bomber cho em này. Bomber trần bên trong nhé mọi người. Con bomber này xinh luôn á. Có trần bên trong nhé mọi người nhé. Em này bé chị nào cân nặng tầm 13-16 cân nhé. 13-16 cân mặc đẹp cho em này.
đến 100.000 lốt, mã số là 248 bomber, cái này bé gái mặc đẹp hơn bé trai. Mã 9 bốn cho chị bóng em ạ. Mã 248. Mà em phao của Lì Dai. Phao của Lì Dai nhé mọi người nhé. Một tím. Phao của Lì Dai. Mã 248 cho chị Huyền hư hỏng ạ. Phao của Lì Dai cho em nhé mọi người nhé. Size này size 120 này. 19 cho đến 22 cân mặc đẹp cho em nhé. Em lấy mọi người với giá 100.000. Mã số là 379. Hàng của Lì Dai 100k mã 379 cho em. Một trăm ca mã 379 cho em nhé. Em nghỉ nhé mọi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem like. Cảm ơn mọi người đã xem like. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào lúc chiều. Mã 379 cho chị Hương thân ạ. Tối mai là like váy mông tư ghi ấy. Tối mai có váy mông tư ghi nhé các chị nhé. Mọi người vào xem váy mông tư ghi tối mai. Mình em like mẹ có từ anh cũng biết em khổ nào đâu mà. Ừ, nói đi. Cảm ơn mọi người xem like nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào chiều và tối ngày mai nhé. Váy mặc lên. Hôm nay tôi hơi bị buồn với các bà, tôi khóc đây. Cảm ơn mọi người nhé. Không, cái này hàng chỉ con thôi chị ạ. Sống 2 ngày tháng 8 năm không, cái đấy chỉ con thôi. Tại vì sao? Bạn trẻ con nhìn nó to vậy thôi nhưng cái vai nó bé tí, cái vai của nó chỉ ngắn đoạn này thôi này. Các bà mặc vào tay nó sẽ lỗ lên đây này, cái này. Tay người lớn nó dài mà tay trẻ con thông thường di lê thì người lớn nó mặc được chứ. Tay nó ngắn lên đây này, đến lúc cái về lại bảo là người lớn đi sang tuần con chị ơi. Ngày này tuần sau, có thứ này tuần sau. Chắc phải tuần cuối tuần sau. Cảm ơn mọi người xem like nhá. Đây nó thương hiệu, quảng cáo thương hiệu chết rồi. Bye bye ạ.